Phật bảo phạm trí ông không thọ nhận hết thảy pháp, kiến chấp ấy cũng không thọ nhận. Không thọ nhận gì cả thì có gì khác với mọi người đâu, cần gì cống cao mà sanh kiêu mạn. Hỏi như vậy trời trả phạm trí không thể đáp được, tự biết mình đã rơi vào chỗ thua, liền sanh khởi tín tâm, cung kính nói với nhất thiết trí của Phật, tự nghĩ rằng ta bị thua, mà Thế Tôn không nêu bày chỗ thua của ta, không nói phải quấy, không để ý. Tâm Phật nhu nhuyễn thanh tịnh bậc nhất, tất cả ngôn ngữ luận nghị đã dứt, được đại pháp thậm thâm, ngài là bậc đáng cung kính, tâm thanh tịnh bậc nhất, không ai hơn Phật. Vì Phật thuyết pháp rất tà kiến của ông liền ngay tại chỗ ngồi xa lìa trần cấu, đối với các pháp được con mắt thanh tịnh. Bây giờ Xá Lợi Phất nghe những lời ấy, chứng được A La Hán, trưởng trảo phạm trí bèn xuất gia làm sa môn, chứng được A La Hán có đại oai lực. Nếu trưởng trảo phạm trí không nghe hơi hám của Bát Nhã Ba La Mật là pháp tương ưng đệ nhất nghĩa, lìa bốn câu, thì chút lòng tin còn không có, huống gì chứng được đạo quả của bậc xuất gia. Phật vì muốn dắt dẫn hạng người đại luận nghị sư lợi căn như thế, nên thuyết kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật đa này. Lại nữa, các đức Phật có hai cách thuyết pháp, một là quán tâm người nghe, rồi tùy căn cơ có thể hóa độ, hai là quán tướng các pháp. Nay Phật muốn nói thật tướng của các pháp, nên thuyết kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật. Như trong phẩm thuyết về tướng bất tướng, các vị thiền tử hỏi Phật: Bát Nhã Ba La Mật này sâu xa, làm sao mà tác thành tướng? Phật dạy các thiên tử: không tức là tướng, vô tác tướng, vô sanh diệt tướng, vô hành tướng, thường bất sanh tướng, như tánh tướng, tịch diệt tướng, vân vân. Lại nữa, có hai cách thuyết pháp, một là có chỗ tranh cãi, hai là không chỗ tranh cãi. Có chỗ tranh cãi như trong các kinh khác đã nói, này muốn nói chỗ không tranh cãi, cho nên thuyết kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật. Có tướng không tướng, có vật không vật, có y cứ không y cứ, có đối không đối, có trên không trên, thế giới phi thế giới, những pháp môn hai phần cũng thế. Hỏi: Phật tâm đại từ bi thì chỉ nên nói pháp không tranh cãi, cớ sao lại nói pháp có tranh cãi? Đáp: pháp không tranh cãi đều là vô tướng, thường tịch diệt, bất khả thuyết. Nay nói bố thí và các pháp vô thường, khổ, không, vân vân, đều là vì tịch diệt, không vì hí luận mà thuyết. Những người lợi căn biết ý Phật không khởi lên sự tranh cãi, còn kẻ độn căn không biết ý Phật, chấp lấy tướng, trước lấy tâm, nên khởi lên sự tranh cãi, nên gọi là có tranh cãi. Bát Nhã Ba La Mật này là tính rốt ráo không của các pháp, nên không có chỗ để tranh cãi. Nếu rốt ráo không mà có thể nắm, có thể tranh cãi, thì không gọi là rốt ráo không. Vì rốt ráo không thì có vào không, hai sự đều dứt, thế nên Bát Nhã Ba La Mật gọi là chỗ không tranh cãi. Lại nữa, trong các kinh khác thường dùng ba lối để nói các pháp, đó là thiện, bất thiện và vô ký. Nay muốn nói các tướng các pháp chẳng phải thiện, chẳng phải bất thiện, chẳng phải vô ký, cho nên thuyết kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật đa: pháp học, pháp vô học, pháp phi học, phi vô học, pháp do kiến đế đoạn, kiến sở đoạn, pháp do tư duy đoạn, tu sở đoạn, pháp không đoạn, phi sở đoạn, pháp có thể thấy có đối ngại, không thể thấy có đối ngại, pháp không thể thấy không đối ngại, pháp thượng trung hạ, pháp tiểu đại vô lượng. Như vậy pháp môn có ba phần cũng thế. Lại nữa, trong các kinh khác tùy theo căn cơ hàng thanh văn, Phật nói pháp tứ niệm xứ, nơi đây tỳ kheo quán trong thân 36 vật để trừ bệnh tham dục, quán ngoài thân, trong ngoài thân cũng như vậy. Này vì muốn dùng lối khác để nói pháp tứ niệm xứ, nên phải thuyết kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật. Như nói: Bồ Tát quán trong thân, với thân không sanh giác quán, không thấy có thân vì là vô sở đắc. Như vậy quán ngoài thân, quán trong ngoài thân, với thân không sanh giác tưởng là một việc rất khó. Ba niệm xứ thọ tâm pháp cũng vậy. Như vậy những pháp môn có bốn phần như bốn chánh cần, bốn như ý túc, bốn thiền, bốn đế, vân vân cũng đều như thế. Lại nữa, trong các kinh khác Phật nói năm uẩn ngũ chúng và vô thường, khổ, không, vô ngã. Này vì muốn dùng lối nói khác về năm uẩn nên thuyết kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật. Như Phật bảo ngài Tu Bồ Đề, Bồ Tát quán sắc là thường hành thì không hành Bát Nhã Ba La Mật, quán thọ tưởng hành thức là thường hành thì không hành Bát Nhã Ba La Mật, quán sắc là vô thường hành thì không hành Bát Nhã Ba La Mật, quán thọ tưởng hành thức là vô thường hành thì không hành Bát Nhã Ba La Mật. Như vậy các thứ năm pháp như năm thọ ấm, năm đạo, vân vân cũng đều như thế.
Ngoài ra các pháp môn 6, 7, 8 cho đến vô lượng vân vân cũng đều như thế, như Đại Bát Nhã Ba La Mật vô lượng vô biên, nên nhân duyên thuyết Bát Nhã Ba La Mật cũng vô lượng vô biên, việc này rất rộng. Này đã được nêu các nhân duyên thuyết kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật xong. Phẩm tựa đầu. Phẩm tựa đầu của kinh chia thành 46 chương để giải thích, từ chương 1 giải thích như thị ngã văn nhất thời đến chương 46 giải thích tinh trì. Chương 1 giải thích như thị ngã văn nhất thời. Kinh: Như thị ngã văn nhất thời. Luận: Hỏi: Phật kinh vì sao bắt đầu bằng lời như vậy? Như thị: Đáp: Phật pháp như biển cả, có tin thì vào được, có trí thì qua được. Nghĩa của chữ như vậy chính là tin. Nếu người mà trong tâm có đức tin thanh tịnh thì người ấy có thể vào được Phật pháp. Nếu không có tin thì người ấy không thể vào được Phật pháp. Không có tin thì nói việc ấy không như vậy, ấy là tướng của bất tin. Người có tin thì nói việc ấy như vậy, ví như da trâu chưa mềm thì không thể gấp xếp. Người không có tin cũng vậy, ví như da trâu đã mềm, có thể tùy chỗ mà dùng mà làm, người có tin cũng vậy. Lại nữa, trong kinh nói tin là cánh tay, cũng như người có cánh tay đi vào trong núi báu tự tại lấy báu. Nếu người không có cánh tay thì không lấy được gì. Người có tin cũng như vậy, vào trong núi báu Phật Pháp có đủ thứ vô lậu căn, vô lậu lực, thất giác trì, bát chánh đạo, tứ thiền, tứ định, tự tại thu lấy. Người không có tin cũng như không có cánh tay, người không có cánh tay vào trong núi báu không thể thu lấy được gì. Người không có tin cũng vậy, vào trong núi báu Phật Pháp không thu lấy được gì. Phật tự nghĩ, nếu người có tin, người ấy có thể vào trong biển pháp rộng lớn của ta, có thể chứng được bốn quả sa môn, không uổng công đạo, đầu mặc áo ca sa. Nếu không tin thì người ấy không thể vào trong biển pháp của ta, cũng như cây khô không thể sanh hoa quả, không chứng được quả sa môn. Tuy có cạo đầu mặc áo ca sa, tụng nhiều thứ kinh, giỏi cấn nạn, khéo giải đáp đi nữa, thì ở trong Phật Pháp chỉ uổng công chẳng có được gì. Cho nên nghĩa như vậy là bước đầu đi vào Phật Pháp, vì là tướng của thiện tin vậy. Lại nữa, Phật Pháp sâu xa chỉ có Phật mới biết được. Người có tin tuy chưa làm Phật mà do tin lực có thể vào được Phật Pháp. Như Phạm Thiên Vương khi thỉnh Phật bắt đầu quay bánh xe chánh Pháp, đọc bài kệ thỉnh Phật: Diêm Phủ Đề đã xem nhiều thứ Pháp bất tịnh, xin mở cửa cam lồ mà chỉ đường thanh tịnh. Phật đáp: Pháp ta rất khó hiểu, rất được các kiết sử, tâm ưa giam ba cõi, kẻ ấy không tỏ được. Phạm Thiên Vương bạch Phật: Bạch Đại Đức Thế Tôn, trong thế giới tâm trí có thượng trung hạ, kẻ khéo trực tâm nhu nhuyến dễ được độ thoát. Hạng người ấy nếu không được nghe chánh pháp, họ sẽ rớt lại trong các ác nạn. Ví như hoa sen trong nước, có thứ mới xanh, có thứ già, có thứ chưa lên khỏi mặt nước, nếu không gặp được ánh sáng mặt trời, thời không nở được. Phật cũng như ánh sáng mặt trời, vì tâm đại từ bi, thương xót chúng sanh, nên Phật hãy vì họ mà thuyết pháp. Phật nghĩ phép của chư Phật trong ba đời quá khứ, vị lai và hiện tại là đều vì độ chúng sanh mà thuyết pháp. Ta cũng nên như thế. Tư duy như vậy rồi, Phật nhận lời của chư thiên Phạm Thiên Vương mà thuyết pháp, dùng kệ đáp: Ta nay mở cửa cam lộ vị, nếu ngươi có tin hãy vui mừng, ở trong loài người nói diệu pháp, chẳng phải não loạn ai mà thuyết. Trong bài kệ này, Phật không nói người bố thí được vui mừng, cũng không nói người đa văn chỉ giới nhẫn nhục tinh tấn thiền định trí tuệ được vui mừng, mà chỉ nói người tin được vui mừng. Ý Phật: Như vậy pháp của ta thậm thâm vi diệu bậc nhất là pháp vô đắc, không thể lường, không thể đếm, không thể nghĩ bàn, không động không tựa, không vướng mắc, không là bậc nhất thiết trí thì không thể hiểu. Cho nên trong Phật pháp lấy tên lực làm bước đầu, do sức tin được vào, không phải do bố thí chỉ giới vân vân mà có thể bắt đầu vào được Phật pháp. Như kệ nói: Người thế gian tâm động ưa đắm quả phước báo, mà không ưa nhận phước, cầu có không cầu diệt. Trước nghe pháp tà kiến tâm đắm mà thâm nhập pháp sâu xa của ta, không tin làm sao hiểu. Như đại đệ tử của Đề Bà Đà tên Câu Ca Ly: Vì không tin pháp nên đọa trong đường ác, người ấy không tin đối với Phật pháp tự đem trí tuệ để mong cầu không thể được. Vì cớ sao? Vì Phật pháp rất sâu vậy. Như Phạm Thiên Vương dạy Câu Ca Ly với kệ: Muốn lường pháp vô lượng, kẻ trí há lường sao? Muốn lường pháp vô lượng, kẻ ấy tự che lấp. Lại nữa, nghĩa quả như vậy là nếu người có tâm khéo trực tin, người ấy có thể nghe pháp. Nếu không có tướng như thế thì
không hiểu được, như nói chăm chú nghe pháp như khát uống, nhất tâm đi vào trong ngữ nghĩa, nhảy nhót nghe pháp tâm bi hỷ. Người như vậy nên vì họ nói. Lại nữa, trọng nghĩa của như vậy là bước đầu đi vào Phật pháp, lợi trong đời này, lợi trong đời sau, lợi về niết bàn. Các điều lợi ấy đều lấy tin làm căn bản và sức mạnh. Lại nữa, các hàng ngoại đạo xuất gia, tâm cứ nghĩ cho pháp của mình là vi diệu, thành tịnh bậc nhất. Những người như thế tự khen pháp hạnh của mình mà chê bai pháp của người khác. Thế nên đời này đấu tranh lẫn nhau, đời sau bị đọa địa ngục, thọ đủ thứ khổ vô lượng. Như kẻ nói, vì ai nhiễm pháp mình, chê bai pháp người khác, tuy làm người trì giới, không khỏi khổ địa ngục. Trong Phật pháp đây, vứt bỏ hết thảy ái, hết thảy kiến chấp, hết thảy tâm kiêu mạn tự ngã, hết thảy đều dứt bỏ, không vướng mắc. Như trong kinh Phiệt Dụ nói, các người nên hiểu pháp ta như là chiếc bè, thì bấy giờ thiện pháp còn nên bỏ, huống là bất thiện pháp. Với Bát Nhã Ba La Mật mà Phật không còn không niệm tới, không tựa vào, huống là với pháp khác mà có niệm tới, có tựa vào sao? Vì vậy nên bước đầu của Phật pháp gọi là như vậy. Ý Phật như vậy, đệ tử của ta không ái trước vào pháp, không nhiễm trước vào pháp, không bạn đảm với pháp, mà chỉ cầu liều khổ được giải thoát, không hỷ luận vào các pháp tướng. Như trong kinh A Bà Đà Kỳ Ma Kiện Đề nói, kệ hỏi Phật đáp, với các pháp cố định thì sanh lắm vọng tưởng, dứt bỏ hết trong ngoài thì làm sao đắc đạo, chẳng kiến văn giác chi, cũng chẳng do trì giới, chẳng không phải kiến văn, chẳng không do trì giới. Luận như thế bỏ hết cũng bỏ ngã ngã sở, không thủ các pháp tướng, như thế mới đắc đạo. Ma Kiện Đề lại hỏi, nếu không do kiến văn, chẳng phải do trì giới, chẳng phải không kiến văn, chẳng phải không trì giới, như tâm tôi quán sát giữ câm lặng đắc đạo. Phật đáp, ông theo nẻo tà kiến, ta biết ông rốt đạo, ông không thấy vọng tưởng, ông bấy giờ tự câm. Lại nữa, tự cho pháp ta chân thật, còn pháp người khác là nói dối. Pháp của ta bậc nhất, còn pháp của người khác không thật, đó là gốc của đấu tranh. Này nghĩa như vậy là dạy người khác không tranh, nghe những gì người khác nói, người nói thì không lỗi. Vì vậy các kinh Phật đều mở đầu bằng lời như vậy, lược nói chữ nghĩa như vậy xong, này sẽ nói đến nghĩa chữ tôi. Hỏi, nếu trong Phật pháp nói hết thảy pháp đều không, hết thảy không có tự ngã, thế thì tại sao kinh Phật lại bắt đầu bằng lời như vậy tôi nghe? Đáp, đệ tử của Phật tuy hiểu là vô ngã, song tùy theo pháp thế tục mà nói ngã, chẳng phải thật ngã. Ví như lấy tiền vàng mà mua tiền đồng, không ai cười vậy. Vì cớ sao? Vì phép bán mua là vậy. Đây nói tôi cũng như thế, trong pháp vô ngã mà nói ngã là thuận tùy theo thế tục mà không nên nạn vấn. Như trong kinh Thiền Vấn có kệ, có tỷ kheo La Hán các lậu đã dứt sạch với thân cuối cùng ấy, nói tôi đây được chăng? Phật đáp, có tỷ kheo La Hán các lậu đã dứt sạch với thân cuối cùng ấy, có thể nói tôi đây. Trong thế giới pháp, thế giới tất đàn mà nói là ngã, chẳng phải là trong pháp đệ nhất nghĩa, đệ nhất nghĩa tất đàn. Vì vậy đối với các pháp không vô ngã mà nói ngã không có lỗi. Lại nữa, ngữ ngôn của thế giới có ba thứ căn bản, một là tà kiến, hai là kiêu mạn, ba là danh tự, trong đó hai thứ bất tịnh và một thứ tịnh. Hết thảy người phàm đều có ba thứ gốc ngôn ngữ là tà kiến, kiêu mạn và danh tự. Người tu hành lấy đạo, thấy đạo thì có hai thứ gốc ngôn ngữ là kiêu mạn, danh tự. Còn các bậc đã dứt hết lậu hoặc thì chỉ một thứ gốc ngữ ngôn là danh tự. Trong tâm họ thì không trái với thật pháp, nhưng tùy thuận người trong thế giới mà truyền đạt chung gốc ngôn ngữ ấy để trừ tà kiến cho đời, nên thuận theo thế tục mà không tranh cãi. Vì vậy, cho nên trừ hai gốc ngôn ngữ bất tịnh và theo thế tục mà chỉ chung một thứ ngôn ngữ, để tự phận tùy theo thế tục mà nói ngã nên không có lỗi. Lại nữa, nếu người nắm vào tướng vô ngã mà nói đây là thật, ngoài ra đều vọng ngữ, thì với người ấy nên nặng rằng, ông nói hết thảy pháp thật tướng là vô ngã, sao còn nói như vậy tôi nghe? Còn nay các đệ tử Phật đối với hết thảy pháp không vô sở đắc, trong tâm họ không đắm trước, cũng không đắm trước thật tướng của các pháp, huống gì trong vô ngã mà tâm còn đắm trước sao? Vì vậy không nên nặng rằng, tại sao đệ tử Phật còn nói tôi như bài kệ trong Trung Luận nói, nếu có cái bất không, tất phải có cái không.
bất không còn không có, hào hướng là có không. Phàm người thấy bất không mà cũng lại thấy không, không thấy, thấy không thấy, ấy là, ấy thật là niết bàn của bất nhị an ổn, phá trừ các tà kiến, chỗ chư Phật đi qua, ấy là pháp vô ngã. Lược nói nghĩa chữ tôi xong, này sẽ nói nghĩa chữ nghe. Hỏi nghe như thế nào, dùng nhĩ căn, dùng nhĩ thức hay dùng ý thức nghe? Nếu nhĩ căn nghe thì nhĩ căn không có giác tri, không thể nghe. Nếu nhĩ thức nghe thì nhĩ thức trong thoáng chốc không thể phân biệt, cũng không thể nghe. Nếu ý thức nghe thì ý thức cũng không thể nghe. Vì cớ sao? Vì trước do năm thức nhận biết năm trần, rồi sau ý thức mới nhận biết. Ý thức không thể biết năm trần trong hiện tại, mà chỉ nhận biết năm trần trong quá khứ và vị lai. Nếu ý thức nhận biết năm trần trong hiện tại thì người mù cũng có thể thấy sắc và người điếc cũng có thể nghe tiếng. Vì sao? Vì ý thức không bị hư. Đáp: chẳng phải nhĩ căn nghe tiếng, cũng chẳng phải nhĩ thức, cũng chẳng phải ý thức. Việc nghe tiếng đây là do nhiều nhân duyên hòa hiệp mới nghe được tiếng. Không thể bảo một pháp có thể nghe tiếng. Vì sao? Vì nhĩ căn không tri giác, không thể nghe tiếng. Nhĩ thức là vô sắc, vô đối, vô xứ, nên cũng không thể nghe tiếng. Còn tiếng thì không có thức tri giác, cũng không có căn, cũng không thể biết được tiếng. Bây giờ nhĩ căn không bị hư, tiếng ở chỗ có thể nghe và ý muốn nghe, căn trần và ý hòa hợp, nên nhĩ thức phát sanh. Tùy nhĩ thức liền sanh ý thức, có thể phân biệt các thứ nhân duyên mà được nghe tiếng. Vì thế không nên vấn nạn nghe như thế nào và ai nghe. Tùy nghe tiếng mà trong Phật Pháp không một pháp năng tác, năng kiến, năng tri. Như kẻ nói, có nghiệp cũng có quả, không kẻ làm nghiệp quả, nghĩa ấy sâu bậc nhất. Pháp này do Phật nói, tuy không chẳng phải đoạn, tương tục cũng chẳng thường, tội phước vốn không mất, pháp như vậy Phật nói. Lược nói nghĩa chữ nghe xong, này sẽ nói về chữ một. Hỏi: trong Phật Pháp không thật có những pháp số lượng thời gian, vì nó không thuộc vào ấm nhập giới, sao lại nói là một thời? Đáp: tùy theo thế tục mà nói có một thời không có lỗi, như vẽ chân đất cây làm thành tượng trời, vì niệm tưởng trời mà lễ bái nên không lỗi. Nói một thời cũng như vậy, tùy thật không có một thời mà tùy thế tục nói có một thời nên không lỗi. Hỏi: không nên nói không có một thời như Phật tự nói. Một người xuất hiện trên thế gian, nhiều người được lợi lạc, người đó là ai? Chính là Phật Thế Tôn vậy. Như kệ nói, ta hành đạo không thấy bảo hộ, chỉ hành đạo một mình không bè bạn, tích chứa một hạnh mà thành Phật, tự nhiên thấu suốt nẻo thánh đạo. Ở nhiều chỗ Phật đã nói một như thế, vậy tất phải có cách một. Lại nữa, vì có pháp một hòa hợp nên vật ấy gọi là một. Nếu thật không có pháp một thì cớ sao trong một vật chỉ một tâm sanh, không phải hai, không phải ba? Trong hai vật là hai tâm sanh, không phải một, không phải ba. Trong ba vật là ba tâm sanh, không phải hai, không phải một. Nếu thật không có các con số thì trong một vật nên có hai tâm sanh, trong hai vật chỉ nên một tâm sanh. Số 3, 4, 5, 6 cũng như thế. Do đó biết chắc rằng trong một pháp, trong một vật có pháp một, vì pháp ấy hòa hợp nên trong một vật chỉ có một tâm sanh. Đáp: nếu một với vật là một hay một với vật là khác, cả hai đều sai lầm. Hỏi: nếu là một thì có sai lầm gì? Đáp: nếu một với cái bình là một, như nhân đẻ lê, thích đẻ hoàn nhân với thích ca là một. Nếu vậy thì ở đâu có một, tức ở đó đều có bình, cũng như ở đâu có nhân đẻ lê là ở đó có thích ca. Này các vật như áo, vân vân đều phải là bình, vì một với bình là một, như vậy ở đâu có một ở đó đều là bình, giống như bình, áo, vân vân đều là một, vật không có phân biệt. Lại nữa, một thuộc về số, bình cũng ưng thuộc về số. Thể của bình có năm pháp, bình là vật có sắc chất có đối ngại, vậy một cũng ưng có sắc chất có đối ngại. Nếu ở đâu có một mà không gọi là bình thì nay không nên cho bình với một là một. Hoặc nói một không thu nhiếp bình, hoặc nói bình cũng ưng không thu nhiếp một, vì bình với một không khác. Lại muốn nói một phải nói bình, muốn nói bình phải nói một, như thế thì lộn xộn. Hỏi: một bị sai lầm như vậy, còn trong phương diện khác có lỗi gì? Đáp: nếu một khác với cái bình thì bình chẳng phải là một. Nếu bình khác với một thời, một chẳng phải bình. Nếu bình hợp với một mà bình được gọi là một, nay một hợp với bình, sao không gọi một là bình?
vì vậy không thể gọi bình là một khác nhau. Hỏi, tuy bình hợp với một nên bình là một, một cái bình, nhưng số 1 không phải là bình thì sao? Đáp, các số bắt đầu bằng số 1, 1 với bình là khác nên bình không là 1, 1 không nên nhiều cũng không. Vì sao? Trước 1 rồi sau mới nhiều. Như vậy trong phương diện khác với bình thì pháp 1 cũng không thể có riêng được. Vì sao? Vì trong cả hai phương diện tìm pháp 1 không thể được. Vì không thể được thì làm sao nói có pháp 1 nhiếp thuộc vào năm ấm, 18 giới, 6 nhập được. Nhưng đệ tử Phật tùy theo ngôn ngữ thế tục mà gọi là một, mà trong tâm thực không hề chấp trước, trái lại biết các con số chỉ có trên danh tự. Vì thế trong Phật Pháp nói đến chữ một thời, một người, một thầy mà không rơi vào lỗi tà kiến. Lược nói về một xong, ngài sẽ nói về thời. Hỏi, xứ Thiện Trúc có hai thứ tiếng chỉ cho thời là Kala và Tamaja. Sao Phật không nói Kala mà nói Tamaja? Đáp, nếu nói Kala thì có điều gì nghi ngờ? Hỏi, nói cho nhẹ nhàng thì nên nói Kala, vì Kala có hai chữ, Tamaja có ba chữ, nặng lời khó đọc hơn. Đáp, vì để trừ tà kiến nên nói Tamaja không nói Kala. Có người nói, hết thảy trời đất hay việc tốt xấu đều lấy thời Kala làm nhân, như trong thời kinh có bài kệ nói, thời đến chúng sanh thành thục, thời tới thì bị thôi thúc. Thời có thể giác ngộ người, cho nên chính thời làm nhân. Thế giới như bánh xe, thời biến như bánh quay, người cũng như bánh xe, đi lên hoặc đi xuống. Hỏi, lại có người nói, trong trái đất hay việc tốt xấu, hết thảy mọi vật không phải do thời làm ra, song thời là cái nguyên nhân không thay đổi, là thật hữu. Pháp thời rất vi tế, không thể thấy, không thể biết ra kết quả của hoa trái, vân vân, mà biết là có thời. Năm qua, năm nay, lâu xa, gần, chậm, mau, mà thấy các tướng đó, tuy không thấy thời mà biết là có thời. Vì sao? Vì thấy quả mà biết có nhân. Do đó nên biết có pháp thời không biến hoại nên thường. Đáp, như hòn đất là thời hiện tại, đất bụi là thời quá khứ, cái bình là thời vị lai. Thường tướng của thời là thường, nên thời quá khứ không làm thời vị lai. Kinh sách các ông cho thời là một vật, vì thế thời quá khứ không làm thời vị lai, cũng không làm thời hiện tại. Vì như vậy thì lộn xộn, trong thời quá khứ cũng không có thời vị lai, vì thế nên không có thời vị lai, thời hiện tại cũng như thế. Hỏi, ông đã nhận đất bụi là thời quá khứ, nếu có thời quá khứ thì chắc chắn có thời vị lai, vì thế thật có pháp thời. Đáp, người không nghe tôi vừa nói, cái bình ở thời vị lai, đất bụi ở thời quá khứ. Thời vị lai không làm thời quá khứ, trong tướng thời vị lai là thời vị lai, sao lại gọi là thời quá khứ, thế nên thời quá khứ cũng không. Hỏi, sao lại không có thời, chắc chắn phải có thời, hiện tại có tướng hiện tại, quá khứ có tướng quá khứ, vị lai có tướng vị lai. Đáp, nếu như hết thảy ba thời đều có tướng riêng tự tướng, như vậy thì hết thảy là thời hiện tại, không có thời quá khứ và thời vị lai. Nếu có vị lai thì đó không gọi là vị lai mà nên gọi là hiện tại, dĩ lai đã đến. Vì thế lời hỏi ấy không đúng. Hỏi, thời quá khứ, thời vị lai không phải là tướng hiện tại hiện hành. Thời quá khứ có tướng quá khứ hiện hành, thời vị lai có tướng vị lai hiện hành, thế nên mỗi pháp tướng đều có thời. Đáp, nếu quá khứ là qua đi, thời phá mất tướng quá khứ. Nếu quá khứ mà không qua đi, thời không có tướng quá khứ, thời vị lai cũng như thế. Vì thế pháp thời đã không thật có, thì làm sao có thể sanh trời đất, việc tốt xấu và các vật hoa quả, vân vân. Vì để trừ cái thứ tà kiến như vậy nên không nói thời theo tiếng Kala mà nói thời theo tiếng Tamaja. Thấy sự sanh diệt của năm ấm, 18 giới, 6 nhập mà giả danh là thời chứ không có thời riêng ngoài sự sanh diệt. Như nói các danh tự phương thời, ly hợp, nhất dị trường đoàn vân vân đều là vượt ra ngoài tâm kẻ phàm phu chấp trước cho là pháp thật có. Vì thế nên trừ bỏ được pháp ngữ ngôn danh tự của thế giới, thế gian. Hỏi, nếu không có thời, tại sao lại có học giới, cho phép ăn đúng thời, cấm ăn phi thời? Đáp, trước đây tôi đã nói, theo pháp danh tự thế gian có thời mà không phải thật pháp, ông không nên vấn nạn. Cũng như phép kết giới ở trong tỷ ni chỉ là thật theo thế gian mà không phải là pháp tướng đệ nhất thật. Vì tướng pháp tự ngã không có thật thể, vì chúng nhân mà quả trách. Cũng vì muốn hộ trì Phật Pháp được tồn tại lâu dài mà chế định lễ Pháp cho đệ tử,
cho nên chư Phật Thế Tôn kiết giới ở trong đó không nên tìm xem có gì thật, có danh tự gì, cái nào tương ưng, cái nào không tương ưng, cái nào là pháp có tướng như vậy, cái nào là pháp không có tướng như vậy, vì thế việc ấy không nên vấn nạn. Hỏi: nếu ăn phi thời, thuốc phải thời, y phải thời, thầy ở đây sao không nói là tamaja mà nói là kala? Đáp: những điều dạy trong tỷ ni hàng cư sĩ áo trắng không được nghe, thì hàng ngoại đạo làm sao được nghe để mà sanh tà kiến, nên không nói tamaja mà nói kala. Còn kinh khác đều được phép nghe, nên trong đây dùng tiếng tamaja. Tamaja là giả danh khiến người nghe không sanh tà kiến. Lại trong Phật pháp phần nhiều nói tamaja mà ít nói kala, vì ít nên không nên cật nạn. Lược nói nghĩa riêng của năm chữ như thị ngã văn nhất thời xong. Hết quyển 1 theo bản Hán. Trường Hài giải thích tổng thuyết như thị ngã văn. Này sẽ nói tổng quát về như vậy tôi nghe. Hỏi: nếu chư Phật là đấng nhất thiết trí, tự nhiên không thầy, không theo lời dạy của người khác, không thọ đạo của người khác, không dùng đạo của người khác, không theo người khác nghe để mà thuyết pháp, tại sao lại nói như vậy tôi nghe? Đáp: đúng như ông nói, Phật là đấng nhất thiết trí, tự nhiên không thầy, không theo người khác nghe pháp để mà thuyết. Phật pháp không chỉ từ miệng Phật thuyết mà hết thầy lời nói tốt lành chân thật, vi diệu của thế gian đều xuất từ Phật pháp. Như trong tỷ ni Phật nói, thế nào là Phật pháp? Phật pháp có năm hạng người nói: một là Phật tự miệng nói, hai là đệ tử Phật nói, ba là tiên nhân nói, bốn là chư thiên nói, năm là hóa nhân nói. Lại như trong kinh Thích Đề Hoàn Nhân Đắc Đạo, Phật nói với Kiều Thi Ca: thiện ngữ chân thật, hảo ngữ vi diệu của thế gian đều xuất từ pháp của ta. Như trong bài kệ 8 Phật rằng: thiện ngữ của thế gian đều xuất từ Phật pháp, thiện ngữ không sai lầm, không gì hơn Phật ngữ. Những nơi khác tuy có thiện ngữ không sai lầm, nó hết thảy đều là một phần của Phật pháp. Trong các ngoại đạo dù có lời hay như sâu ăn cây, ngẫu nhiên thành chữ, pháp đầu giữa cuối tự phá lẫn nhau như sắt xanh vàng, ai mà tin được. Như ở trong cây y lan, xanh hương như đầu trên đàn, như trong giống cây đắng, xanh ra quả ngon ngọt, nếu tin được điều đó, người ấy sẽ tin rằng trong kinh sách ngoại đạo tự xuất lời hay đẹp, những lời hay chân thật đều xuất phát, đều xuất từ Đức Phật. Như thứ hương trên đàn mọc ở núi Ma Lê, ngoài núi Ma Lê ra không đâu có trên đàn, như vậy ngoại trừ Phật không có đâu lời thật. Lại nữa câu như vậy tôi nghe là lời của các đại đệ tử Phật như A Nan vân vân nói. Vì vào trong tướng của Phật pháp nên gọi là Phật pháp. Như khi Phật nhập Niết Bàn, ngài ở tại xứ Câu Thi Na Kiệt giữa rừng cây Sa La Long Thọ, nằm quay đầu về hướng bắc mà sắp nhập Niết Bàn. Bấy giờ A Nan tỉnh luyến ái thân thuộc chưa trừ, vì chưa ly dục, tâm chìm trong biển ái không thể tự ra được. Trưởng lão A Nên Lô Đậu nói với A Nan: thầy là người giữ Phật pháp tạng, không nên giống như người phàm tự chìm trong biển ái. Hết thảy pháp hữu vi đều là tướng vô thường, thầy chớ yêu sầu. Lại nữa, tự tay Phật đã cho pháp cho thầy, thầy nay yêu sầu thì sẽ làm mất việc đã thọ nhận. Thầy nên thưa Phật, sau khi Phật niết bàn, chúng con hành đạo như thế nào? Ai sẽ là thầy? Bọn sa nạp ác khẩu làm sao cùng ở chung? Kinh Phật nên đề lời gì? Những việc vị lai như thế, thầy nên hỏi Phật. A Nan nghe việc ấy tâm sầu muộn hơi tỉnh, được sức ghi nhớ đạo hỗ trợ, đến bên cuối giường Phật nằm, đem các việc ấy hỏi Phật. Phật dạy A Nan: hoặc bây giờ hoặc sau khi ta diệt độ, nên tự y chỉ và y chỉ pháp, không y chỉ nơi nào khác. Thế nào là tỳ kheo tự y chỉ và y chỉ pháp, không y chỉ nơi nào khác? Là tỳ kheo quán trong thân tưởng niệm nhất tâm trí tuệ, xin tu tinh tấn trừ tâm tham yêu thế gian, quán ngoài thân, quán trong ngoài thân cũng như thế, quán thọ tâm pháp niệm xứ cũng là như thế. Đó gọi là tỳ kheo tự y chỉ và y chỉ pháp, không y chỉ nơi nào khác. Từ nay giới kinh giải thoát là đại sư của các thầy. Như kinh giải thoát giới dạy, thân nghiệp, khẩu nghiệp nên như thế mà làm. Tỳ kheo sa nặc, sau khi ta niết bàn thì như pháp mạc, mạn đàn, mặc tận mà trị. Nếu người có tâm nhu thuận thì dạy họ kinh san đàn ca chiên diên, tức có thể đắc đạo. Ta trải qua ba tăng kỳ kiếp chứa nhóm tạng pháp bảo, tạng ấy bắt đầu nên để lời như vậy tôi nghe. Một thời Phật ở tại địa phương ấy, quốc độ ấy, trong rừng cây xứ ấy. Vì sao? Vì các kinh Phật đời quá khứ bắt đầu đều xưng lời ấy, các kinh Phật đời vị lai bắt đầu cũng xưng lời ấy.
Các Phật ở hiện tại cuối cùng khi bát Niết Bàn cũng dạy xưng lời ấy. Nay ta sau khi Niết Bàn, bắt đầu kinh cũng nên xưng như vậy, tôi nghe một thời. Vậy nên biết là lời Phật dạy chứ không phải Phật tự nói như vậy, tôi nghe. Vì Phật là bậc nhất thiết trí, tự nhiên không thầy, thì không nên nói tôi nghe. Nếu Phật tự nói như vậy tôi nghe, có người không biết thì có thể hỏi như thế. Còn đây là A Nan bạch Phật, Phật dạy lời ấy, ấy là đệ tử nói như vậy tôi nghe, xưng tôi không có lỗi. Lại nữa, vì muốn cho Phật pháp trụ lâu ở thế gian nên các vị A La Hán như Trưởng lão Đại Ca Diếp vân vân hỏi A Nan, Phật thuyết pháp ở chỗ nào trước hết, ngài dạy những pháp gì? A Nan đáp, như vậy tôi nghe, một thời Phật ở tại nước Ba La Nại trong rừng Nai của tiên nhân. Ngài vì 5 tỷ kheo nói về khổ thánh đế, tôi vốn không nghe từ ai nói lại, mà ở trong pháp chính tôi nhớ rõ, được nhãn trí minh giác, việc kinh ấy trong đó cần nói rộng. Như trong kinh tập pháp nói, lúc Phật vào Niết Bàn, quả đất sáu cách rung động, các dòng sông chảy ngược, gió mạnh bộc phát, bốn phía nổi mây đen, sấm sét dữ dội, mưa đá đổ xuống sao băng khắp nơi. Sư tử ác thú gào thét kêu giống, chư thiên người đời đều cất tiếng la hét, chư thiên người đời đều phát ra lời rằng, Phật vào Niết Bàn sao mà mong quá, con mắt của thế gian đã mất. Ngày lúc bấy giờ, tất cả cỏ cây, cây thuốc, hoa lá, cùng lúc giã tan, núi chúa Tu Di đều lay động, nước biển dậy sóng, đất rung động mạnh, núi non băng vỡ sụp, cây cối gãy đổ, bốn phía khói ủn rất là dễ sợ, vũng ao sông ngòi đều quấy nhớp, sao chổi mọc ban ngày. Loài người đều kêu khóc, chư thiên yêu sầu, thiên nữ nghẹn ngào khóc than, nước mắt đồng đìa. Các hàng hữu học lặng lẽ không vui, các hàng vô học nghĩ tới pháp hữu vi hết thảy vô thường. Như vậy, trời người dạ xoa la sát, cả thát bà, chân đà la, ma hầu la già và loài rồng đều rất buồn rầu. Còn các vị A-la-hán đã đắc quả khỏi biển lão, bệnh tử, tâm niệm rằng đã qua sông ái của phàm nhân, đã xé giấy hợp đồng già chết, thấy bốn rắn lớn trong hòm thân, nạp vào Niết Bàn diệt vô dư. Các vị đại A-la-hán ai nấy tùy ý ở trong núi rừng, khe suối, hang động xả thân mà nhập Niết Bàn. Lại có các A-la-hán đi giữa hư không, ví như nhạn chúa hiện các thứ thần lực khiến mọi người khỏi lòng tin thanh tịnh, vậy sao mới vào Niết Bàn? Trời lục dục cho đến trời biến tịnh vân vân, thấy các A-la-hán đều vào diệt độ, ai nấy nghĩ mà trời Phật đã lặn các đệ tử đầy đủ thiền định trí tuệ giải thoát trước đó cũng đã diệt độ. Các chúng sanh nay đủ các bệnh dâm nộ si, mà các vị thầy pháp dược gấp diệt độ thì ai sẽ chữa trị cho các đệ tử như hoa sen nở trong biển vô lượng trí tuệ nay đã khô héo. Cây pháp đã gãy đổ, mấy pháp tan diệt, bậc đại trí như voi chúa đã mất đàn, đàn voi con cũng đi theo, người gieo chánh pháp đã mất rồi, pháp bảo sẽ tìm cầu ở nơi đâu. Như kệ nói, Phật đã vĩnh tịch vào Niết Bàn, chúng diệt kiết sử cũng qua đi. Thế giới trống không, không bậc trí, vô tối thêm lên, đèn trí tắt. Bấy giờ chư thiên lễ dưới chân Đại Ca Diếp và nói kệ, bậc kỳ lão ba động đã trừ, thân ngài như cây trụ tử kim, đan nghiêm vi diệu không thể sánh, mắt sáng trong sạch như hoa sen. Tán thán như vậy rồi thưa Ca Diếp, Đại Đức Ca Diếp, nhân giả biết không, con thuyền Phật Pháp như muốn vỡ, thành Phật Pháp như muốn đổ, biển Phật Pháp như muốn khô, cờ Phật Pháp như muốn ngả, đèn Phật Pháp như muốn tắt, người thuyết Pháp như muốn hết, người hành đạo ít dần, kẻ làm ác thêm lên, xin ngài đem tâm đại từ mà kiến lập Phật Pháp. Bấy giờ Đại Ca Diếp tâm như biển cả, đứng lặng không lay động, dây lâu mới đáp, các ông khéo nói thật đúng như lời, thế gian không lâu rồi sẽ vô trí tối mù. Rồi lúc đó Đại Ca Diếp im lặng nhận lời. Bấy giờ chư thiên lễ dưới chân Đại Ca Diếp, rồi bỗng nhiên không hiện ai nấy về chỗ cũ. Khi ấy Đại Ca Diếp tư duy rằng, ta nay làm sao để cho Phật Pháp trong ba vô số kiếp khó tìm gặp ấy được trụ lâu. Tư duy như vậy xong lại suy nghĩ tiếp, ta biết Pháp ấy có thể làm cho trụ được lâu dài, phải nên kết tập kinh, luật, luận. Kinh tu đố lộ, luật tỷ ni, luận a tỷ đàm, thành ba tạng Pháp. Như vậy Phật Pháp có thể được trụ lâu, người đời sau có thể thọ lãnh hành trì. Vì sao? Vì Phật thương xót chúng sanh phải chịu khổ trong nhiều đời mới học được pháp ấy mà diễn nói cho người, bọn ta cũng nên vâng theo Phật pháp mà tuyên dương khai hóa. Lúc ấy Đại Ca Diếp nói lời ấy xong, ngài đi đến trên đỉnh núi Tu Di đánh kiền trì rồi thuyết, các đệ tử Phật nếu nghĩ đến Phật muốn báo ân Phật chớ vào Niết Bàn.
Âm thanh kiền trì và tiếng nói của Đại Ca Diếp vang đến khắp cả 3.000 đại thiên thế giới, ở đâu cũng nghe. Thời bấy giờ các bậc đệ tử đã được thần lực đều đến hội họp ở chỗ Đại Ca Diếp. Bấy giờ Đại Ca Diếp cáo với chúng hội: Phật pháp sắp muốn diệt, Phật vì thương xót chúng sanh nên chịu cần khổ đủ thứ, trong 3 vô số kiếp mới học được pháp ấy. Nay Phật đã vào niết bàn, các đệ tử biết pháp, thọ trì pháp, tụng đạo pháp cũng theo Phật mà diệt độ. Pháp nay sắp muốn diệt, chúng sanh đời vị lai thật đáng thương thay, đã bị mất con mắt trí tuệ, vô si, mù tối. Đức Phật đại từ bi thương xót chúng sanh, bọn ta hãy vâng theo lời Phật. Phải đợi khi kết tập kinh tạng xong rồi tùy ý diệt độ, các chúng đến dự hội đều vâng lời ở lại. Bấy giờ Đại Ca Diếp chọn được 1.000 người chỉ trừ A Nan, còn hết thảy đã chứng A La Hán, được 6 thứ thần thông, được cộng giải thoát, vô ngại giải thoát, được 3 minh, thiền định tự tại, có thể thuận hành và nghịch hành các tam muội, thảy đều vô ngại, đọc tụng 3 tạng, biết kinh sách nội ngoại, cũng đọc biết cả 18 thứ đại kinh của ngoại đạo. Ai nấy đều giỏi luận nghị, hàng phục các dị học. Hỏi: Bây giờ có vô số A La Hán như thế, cớ gì chỉ chọn lấy 1.000 người mà không chọn lấy nhiều hơn? Đáp: Vua Tần Bà Tàn La đắc đạo, 8.000 quan thuộc cũng đều đắc đạo. Lúc ấy vua Sóc trong cung thường dọn bữa cúng dường cho 1.000 người, vua A Xà Thế vẫn không bỏ pháp ấy. Bấy giờ Đại Ca Diếp tư duy, nếu chúng ta thường đi khất thực sẽ có ngoại đạo cưỡng đến nạn vấn mà bê trễ pháp sự. Này trong thành Vương Xá thường dọn thức ăn cung cấp cho 1.000 người, chúng ta có thể ở trong đó kết tập kinh tạng. Vì lẽ ấy chỉ chọn 1.000 người, không chọn nhiều hơn. Lúc ấy Đại Ca Diếp cùng với 1.000 người đi đến trong núi Kỳ Xà Quật thành Vương Xá, nói với vua A Xà Thế: Hàng ngày hãy đem thức ăn đến cung cấp cho chúng tôi, nay chúng tôi ở đây kết tập kinh tạng, không được đi đâu. Ở đó an cư trong 3 tháng hạ, trong 10 ngày 15 đầu thuyết giới, vân tập hòa hợp tăng Đại Ca Diếp vào thiền định, rồi dùng thiên nhãn quán trong chúng này đây, ai là người chưa dứt sạch phiền não, phải nên mời ra, thấy chỉ có một mình A Nan chưa dứt hết phiền não, còn 999 người kia đều đã sạch hết các lậu, thanh tịnh không nhơ bẩn. Đại Ca Diếp từ thiền định dậy, lấy tay dắt A Nan ra khỏi chúng nói: Ngay ở trong chúng thanh tịnh kết tập kinh tạng, thầy chưa sạch kiết sử, không nên ở đây. Bây giờ A Nan hổ thẹn buồn khóc, tự nghĩ: Ta 25 năm theo hầu hạ Thế Tôn gần gũi chăm sóc, chưa bao giờ bị khổ não như thế này, Phật thật là đại đức tử bi hay ẩn nhẫn. Suy nghĩ xong, A Nan thưa Đại Ca Diếp: Tôi có đủ sức để đắc đạo từ lâu, song theo pháp của các đức Phật, vị A La Hán không thể bị sai khiến hầu hạ hai bên, vì thế tôi giữ lại một phần kết sử nhỏ nhặt mà không dứt hết đó thôi. Đại Ca Diếp nói: Thầy còn có tội là ý Phật không muốn cho người nữ xuất gia, vì thầy ân cần khuyến thỉnh Phật mới cho họ xuất gia. Vì lẽ đó mà chánh pháp của Phật chỉ 500 năm là suy giảm, đó là tội đột kiết la của thầy. A Nan đáp: Tôi thương xót bà Cù Đàm Di, lại nữa theo pháp của chư Phật ba đời để có 4 bộ chúng, sao riêng Phật Thích Ca Văn của ta lại không có? Đại Ca Diếp nói: Khi Phật sắp nhập niết bàn, gần thành Câu Thi Na Kiệt, ngài đau lưng trải 4 lớp y Ô Đa La Tăng để nằm và nói với thầy: Ta cần nước mà thầy không cung cấp, đó là tội đột kiết la của thầy. A Nan đáp: Khi đó cả 500 cỗ xe băng dòng lội qua làm nước vẩn đục, vì thế nên tôi không lấy. Đại Ca Diếp nói: Dẫu nước bị đục, thần lực của Phật có thể làm cho nước đục biến thành trong sạch, sao thầy không lấy? Đó là tội đột kiết la của thầy, thầy hãy sám hối đi. Đại Ca Diếp lại nói: Phật đã dạy, nếu người khéo tu tập 4 thần túc thì có thể sống một kiếp hoặc non một kiếp. Phật khéo tu tập 4 thần túc muốn sống một kiếp hoặc non một kiếp đều được, mà sao thầy làm thinh không thưa lạ? Phật hỏi đến 3 lần thầy vẫn làm thinh. Nếu thầy thưa với Phật là Phật khéo tu tập 4 thần túc, ngài nên sống một kiếp hoặc non một kiếp, do thầy Phật Thế Tôn sớm vào niết bàn, đó là tội đột kiết la của thầy. A Nan đáp: Mà che lấp tâm tôi nên không nói được, chứ không phải tôi có ác tâm mà không thưa Phật. Đại Ca Diếp nói: Thầy xếp y tăng giả lê của Phật mà lấy chân đạp lên, đó là tội đột kiết la của thầy. A Nan đáp: Khi ấy có gió lớn nổi lên mà không có ai cầm y, gió thổi làm y rớt xuống chân tôi, chứ không phải tôi không cung kính mà dẫm lên y Phật. Đại Ca Diếp nói: Sau khi Phật niết bàn, thầy bày tướng mã âm tàng của Phật cho người nữ xem, sao không biết xấu, đó là tội đột kết la của thầy. A Nan đáp:
Khi ấy tôi suy nghĩ, nếu các người nữ thấy tướng mạo âm tàn của Phật, chắc họ tự xấu hổ thân hình nữ nhân, mong muốn được thân nam tử, tu hành Phật tướng, gieo gốc phước đức. Vì thế mà tôi cho người nữ xem, chớ không phải không biết xấu mà cố tâm phá giới. Đại Ca Diếp nói, thầy có 6 tội đồ kiết la như vậy nên phải sám hối giữa tăng. A Nan nói, vâng, xin theo lời dạy của trưởng lão Đại Ca Diếp và chúng tăng. Khi ấy A Nan quỳ thẳng chắp tay, vải vai áo bên phải, cởi dép sám hối 6 tội đồ kiết la. Đại Ca Diếp ở giữa tăng cầm tay A Nan dắt ra ngoài, nói với A Nan, thầy hãy dứt hết lậu hoặc của thầy, vậy sau trở vào, kết sự tảng dư chưa hết thì thầy chớ vào. Nói xong, liền tự đóng cửa lại. Bây giờ các A-la-hán nghĩ rằng ai có thể kết lập tí ni pháp tạng. Trưởng lão A-nê Lô Đậu A-nậu Lô Đà nói, Xá Lợi Phất, như là Phật thứ hai, có người đệ tử giỏi tên là Kiều Phạm Ba Đề, là người nhu nhuyễn hòa nhã, thường ở chỗ vắng, chú tâm tịch mịch, có thể biết dành tỷ ni tạng, nay đang ở trong vườn cây thì lại xa trên trời, nên sai sứ thỉnh về. Đại Ca Diếp nói với hạ tọa tỷ kheo, thầy hãy nghe tăng sai. Hạ tọa tỷ kheo thưa, tăng có việc gì sai khiến? Đại Ca Diếp nói, tăng sai thầy đến trong vườn thì lại xa ở trên trời, đây A La Hán Kiểu Phạm Ba Đề đang ở. Tỷ kheo ấy vui mừng hăng hái vâng lời tăng sai và bạch Đại Ca Diếp, tôi đến chỗ A La Hán Kiểu Phạm Ba Đề trình thuyết việc gì? Đại Ca Diếp nói, đến đó rồi thưa với Kiều Phạm Ba Đề, các vị lậu tận A-la-hán, Đại Ca Diếp vân vân đều hội tại Diêm Phù Đề, tăng có pháp sự lớn thì ngài mau đi đến. Hạ tòa tỷ kheo ấy lễ tăng rồi đi quanh 3 vòng, đến như chim kim sĩ bay lên hư không đến chỗ Kiều Phạm Ba Đề, cúi đầu tác lễ, thưa Kiều Phạm Ba Đề. Thưa Đại Đức, vị nhu nhuyễn hiển thiện thiểu dục tri túc thường ở trong thiền định, Đại Ca Diếp có lời thăm hỏi và nói với ngài. Này tăng có đại pháp sự, xin ngài mau đến đó xem hàng tăng bảo tụ họp. Khi ấy Kiểu Phạm Ba Đề có tâm nghi ngại, nói với tỷ kheo ấy, tăng không có việc đấu tránh mà gọi tôi chăng, không có kẻ phá tăng ư, Phật nhập diệt rồi ư? Tỷ kheo ấy nói, đúng như lời ngài nói, Đức Phật Đại Sư đã diệt độ. Kiểu Phạm Ba Đề nói, Phật diệt độ mau quá, con mắt thế gian đã mất, vị tướng có khả năng theo Phật truyền xe pháp là hòa thượng Sáng Lợi Phất của ta nay ở đâu? Đáp, đã vào niết bàn trước Phật. Kiều Phạm Ba Đề nói, đấng đại sư, bậc pháp tướng đều đã cách liền, sẽ tính sao đây? Đại Mục Kiền Liên giờ ở đâu? Tỷ kheo ấy đáp, cũng đã diệt độ. Kiều Phạm Ba Đề nói, Phật pháp sắp muốn tàn, bậc đại nhân đã qua đi, chúng sanh thật đáng thương. Lại hỏi, trưởng lão A Nan nay làm gì? Tỷ kheo ấy đáp, trưởng lão A Nan sau khi Phật diệt độ, dầu dĩ khóc lóc, mê man không tả xiết. Kiều Phạm Ba Đề nói, A Nan áo não là do còn ái kiết, sinh đau khổ về nỗi biệt ly. Còn La Hầu La thì sao? Tỷ kheo ấy đáp, La Hầu La đã chứng A La Hán nên không yêu sầu mà chỉ quán các pháp vô thường. Kiều Phạm Ba Đề nói, lòng thương yêu khó dứt mà dứt được nên không yêu sầu. Lại nói tiếp, ta đã mất vị đại sư ly dục thì ta còn ở trong vườn thi lợi xa này làm gì? Các vị đại sư hòa thượng của ta đều đã diệt độ nên ta không thể trở xuống Diêm Phủ Đề nữa, mà ở đây vào niết bàn. Nói xong lời ấy, tôn giả nhập thiền định, bay lên hư không, thân phóng ra ánh sáng, lại phát ra nước lửa, tay cỏ mặt trời, mặt trăng, hệ các thứ thần biến, tự tâm phát lửa, thiêu thân. Trong thân phát ra 4 luồng nước chảy, xuống đến chỗ Đại Ca Diếp, trong luồng nước có tiếng nói cả. Kiều Phạm Ba Đề cúi đầu lễ, Đại Đức Tăng diệu chúng bậc nhất, nghe Phật diệt độ tôi diệt theo, như voi chúa đi, voi con theo. Bây giờ tỷ kheo hạ tọa ôm y bát trở lại nơi chúng tăng, trong lúc ấy A Nan tư duy các pháp chưa dứt hết lậu hoặc dư tàn, đêm đó tọa thiền kinh hành ân cần cầu đạo. Ấy là vì A Nan trí huệ nhiều mà định lực ít nên không đắc đạo, định và trí bằng nhau mới mau chứng đắc. Cuối đêm sắp hết mệt quá muốn nghỉ, vừa nằm xuống đầu chưa đến gối, A Nan bỗng nhiên tỏ ngộ như điện xẹt sáng, từ chỗ tối được thấy đường. A Nan nhập định kim cang như vậy, phá hết thảy các núi phiền não, chứng được ba minh thần thông, cộng giải thoát thẳng bậc A La Hán đại lực. Ngay đêm đó A Nan đi đến nhà tăng gõ cửa gọi. Đại Ca Diếp hỏi, ai gõ cửa đó? Đáp, tôi là A Nan. Đại Ca Diếp hỏi, thầy vì sao đến đây? A Nan thưa, tôi nay đã dứt các lậu. Đại Ca Diếp nói, không mở cửa, thầy cứ theo lỗ khóa mà vào. A Nan đáp, dạ được, nên dùng thần lực theo lỗ khóa mà vào, lại dưới chân chúng tăng mà sám hối. Đại Ca Diếp không còn của trách, lấy tay xoa đầu A Nan nói,
Tôi cố vì thầy để cho thầy đắc đạo, thầy không nên hiểm hận. Cũng như vậy, tôi cốt để thầy tự chứng ngộ. Ví như lấy tay vẽ giữa hư không, không dính mắc gì. Tâm A-la-hán cũng như vậy, trong hết thảy pháp không còn dính mắc. Thầy hãy trở lại chỗ ngồi của mình. Khi ấy, tăng lại bàn rằng, kiều phạm ba đề đã vào diệt độ, còn có ai có thể kết tập kinh tạng? Trưởng lão A-nê-lô-đậu nói, trưởng lão A-nan ấy trong hàng đệ tử Phật, người thường hầu gần Phật, nghe kinh nhớ hết, Phật thường khen ngợi, A-nan ấy có thể kết tập kinh tạng. Bây giờ trưởng lão Đại Ca Diếp xoa đầu A-nan nói, Phật chúc lị cho thầy thọ trì pháp tạng, thầy nên báo ân Phật. Phật ở chỗ nào thuyết pháp trước hết, các đại đệ tử Phật có thể thủ hộ pháp tạng thì đã diệt độ, chỉ còn lại một mình thầy. Thầy nay theo tâm của Phật thương xót chúng sanh kết tập Phật pháp tạng. Khi ấy A-nan lễ tăng xong lên buổi tỏa sư tử. Bây giờ Đại Ca Diếp nói cạn, Phật thánh sư tử vương A-nan là con Phật ngồi trên tỏa sư tử, quán trong chúng vắng Phật, như thế chúng đại đức không Phật mất uy thần, như khi trời không trăng, có sao như chẳng nghiêm. Thầy đại trí nên nói, thầy con Phật hãy nói, ở đâu Phật đã thuyết, nay thầy nên nói rõ. Khi ấy trưởng lão A Nan nhất tâm, chắp tay hướng đến nơi Phật Niết Bàn, nói, lúc Phật mới thuyết pháp, lúc ấy con không thấy, nghe truyền lại như vậy, Phật ở Ba La Nại, Phật vì 5 tỷ kheo, lần đầu mở cửa pháp, thuyết 4 pháp chân đế, khổ tập và diệt đạo, A Nhã Kiều Trần Như, trước tiên được thấy đạo, 8 vạn các thiên chúng cũng đều vào dấu đạo. Nghìn A-la-hán nghe lời ấy rồi bay lên hư không, cao bằng 7 cây đa la cùng nói, lớn thay sức mạnh vô thường, như chúng ta mắt thấy Phật thuyết pháp, nay lại nói tôi nghe, rồi nói cạn. Bấy giờ A-nê-lô-đậu nói cạn, ta thấy thần tướng Phật cũng như núi Tử Kim, chúng đức diệu tướng diệt, chỉ còn lại danh thôi. Vậy nên hãy phương tiện mau ra khỏi 3 cõi, siêng nhóm các thiện căn, niết bàn vui hơn hết. Ôi thế gian vô thường như trăng nước, cây chuối, công đức đầy 3 cõi, gió vô thường hoại hết. Bây giờ Đại Ca Diếp lại nói kệ, quá lớn sức vô thường, vô trí nghèo giàu sang, đắc đạo chưa đắc đạo, hết thảy không tránh khỏi. Phi lời hay của bóng, phi gian dối tranh được, như lửa đốt muôn vật, tướng vô thường là vậy. Đại Ca Diếp nói với A Nan, từ kinh Chuyển Pháp Luân đến kinh Đại Bát Niết Bàn tập thành 4 bộ A Hàm. Tăng nhất A Hàm, trung A Hàm, trường A Hàm, tương ưng A Hàm, đó gọi là pháp tạng tu đố lộ. Các A La Hán lại hỏi, ai có thể hiểu rõ mà tập thành pháp tạng tỳ ni? Đều nói trưởng lão Yêu Ba Ni là người trì luật hơn cả trong 500 A La Hán chúng ta nay cung thỉnh. Liền thỉnh mời đứng dậy đi đến ngồi tòa sư tử mà thuật lại Phật ở chỗ nào bắt đầu thuyết tỳ ni kết giới. Yêu Ba Ni vâng lời tăng dậy, ngồi trên tòa sư tử nói, như vậy tôi nghe. Một thời Phật ở thành Tỳ Xá Ly, bấy giờ con của trưởng giả Tu Lân Na Ca Nan Đà bắt đầu làm chuyện dâm dục, do nhân duyên ấy Phật kết thành đại tội thứ nhất 250 giới, làm thành 3 bộ 7 pháp 8 pháp tỳ kheo ni tỳ ni tăng nhất. Yêu Ba Ni vấn tạng bộ thiện bộ, như vậy 18 bộ làm thành tạng tỳ ni. Các A La Hán lại suy nghĩ, ai có thể hiểu rõ mà kết tập tạng A Tỳ Đàm? Nghĩ rằng trưởng lão A Nan trong 500 A La Hán là người bậc nhất hiểu nghĩa tu đố lộ, chúng ta nay cùng thỉnh, liền thỉnh rằng xin đứng dậy đi đến buổi tòa sư tử thuật lại Phật ở chỗ nào đầu tiên thuyết về A Tỳ Đàm. A Nan vâng lời tăng dậy, đến ngồi trên tòa sư tử nói, như vậy tôi nghe. Một thời Phật ở thành Xá Bà Đề, bấy giờ Phật bảo các tỳ kheo, những người có 5 điều sợ, 5 tội 5 oán, không trừ không diệt, do nhân duyên ấy thân tâm trong đời này chịu vô lượng khổ, đời sau lại đọa vào đường ác. Những người không có 5 điều sợ, 5 tội 5 oán, do nhân duyên ấy thân tâm trong đời này thọ vui, đời sau lại sanh vào chỗ vui trên trời. Những gì là 5 điều sợ nên xa lìa? Một là sát sanh, 2 là trộm, 3 là tà dâm, 4 là nói dối, 5 là uống rượu. Những điều như thế gọi là tạng A Tỳ Đàm. Kết tập 3 pháp tạng xong, chư thiên quỷ thần, các rồng thiên nữ, mưa hoa hương trời, tràng phan áo trời, đủ các thứ cúng dường để cúng dường pháp và thuyết kệ. Vì thương xót thế gian, kết tập 3 pháp tạng, đứng đủ 10 trí lực, trí đèn soi vô minh. Hỏi bát kiền độ A Tỳ Đàm, lục phần từ đâu ra? Đáp, lúc Phật còn ở đời, pháp không có sai trái.
sau khi Phật diệt độ kết tập pháp thứ nhất, cũng như khi còn Phật mộ trăm năm sau khi Phật diệt độ vua Asuka mở đại hội ban xà vu sắc, các đại pháp sư luận nghị khác nhau nên có danh tự các bộ khác nhau. Từ đó về sau lần lượt đến khi có đạo nhân Bà La Môn tánh là Ca Chiên Diên, trí tuệ lợi căn đọc hết kinh sách Tam Tạng trong ngoài, muốn giải thích Phật pháp nên viết luận Phát Trí gồm 8 kiện độ, phẩm đầu là thế gian đệ nhất pháp. Về sau các đệ tử và người sau không thể hiểu hết 8 kiện độ nên viết ra bộ luận Tỳ Bà Sa. Có người nói trong 6 phần A Tỳ Đàm, phần thứ 3 là phân biệt thế xứ do Mục Kiển biên soạn. Trong 6 phần, phần đầu gồm 8 phẩm, 4 phẩm do Bà Tu Mật Bồ Tát soạn, 4 phẩm do A-La-Hán nước Kế Tân soạn, còn 5 phẩm kia do các luận nghị sư soạn. Lại có người nói, lúc Phật tạ thế, Xá Lợi Phất đã giải lời Phật nên soạn A Tỳ Đàm. Về sau đạo nhân độc tử tụng đọc, cho đến nay gọi là Xá Lợi Phất A Tỳ Đàm. Và Đại Ca Chiên Diên lúc Phật tại thế, vì giải lời Phật mà soạn Tỳ Lặc cho đến nay lưu hành ở Nam Thiên Trúc. Các luận nghị sư đều giải rộng lời Phật như nói năm giới, trong năm giới ấy mới giới thuộc có sắc, mới giới thuộc vô sắc, mới giới thấy được, mới giới không thấy được, mới giới là có đối ngại, mới giới là không đối ngại, mới giới là hữu lậu, mới giới là vô lậu, mới giới là hữu vi, mới giới là vô vi, mới giới là có quả báo, mới giới là không quả báo, mới giới là thiện, mới giới là bất thiện, mới giới là hữu ký, mới giới là vô ký. Lại có 7 sử là dục nhiễm sử, sân uế sử, hữu ái sử, kiêu mạn sử, vô minh sử, kiến sử, nghi sử. Trong 7 sử ấy, mấy sử hệ thuộc dục giới, mấy sử hệ thuộc sắc giới, mấy sử hệ thuộc vô sắc giới, mấy sử do kiến đế đoạn, mấy sử do tư duy đoạn, mấy sử do thấy khổ đế đoạn, mấy sử do thấy tập đế đoạn, mấy sử do thấy diệt đế đoạn, mấy sử do thấy đạo đế đoạn, mấy sử biến khắp, mấy sử không biến khắp. Lại có 10 trí là pháp trí, tỷ trí, thế trí, tha tâm trí, khổ trí, tập trí, diệt trí, đạo trí, tận trí, vô sanh trí. 10 trí ấy, mấy thuộc hữu lậu, mấy thuộc vô lậu, mấy thuộc hữu vi, mấy thuộc vô vi, mấy trí duyên pháp hữu lậu, mấy trí duyên pháp vô lậu, mấy trí duyên pháp hữu vi, mấy trí duyên pháp vô vi, mấy trí duyên dục giới, mấy trí duyên sắc giới, mấy trí duyên vô sắc giới, mấy không hệ duyên, mấy trí tu ở trong vô ngại đạo, mấy trí tu ở trong giải thoát đạo, khi được 4 quả, mấy trí được, mấy trí mất. Phân biệt hết thảy pháp như vậy cũng gọi là A Tỳ Đàm. Vì A Tỳ Đàm có 3 loại, một A Tỳ Đàm thân và nghĩa, lượng nói có 32 vạn lời, 2 6 phần, lượng nói có 32 vạn lời, 3 trí lạc, lượng nói có 32 vạn lời, ấy là A Tỳ Đàm. Lượng nói tổng nghĩa như vậy tôi nghe đã xong. Cuốn 2 chương 3 giải thích Bà Già Bà. Kinh Bà Già Bà luận, sao gọi là Bà Già Bà? Bà già là đức, bà là có, vậy Bà Già Bà là có đức. Lại nữa, bà già là phân biệt, bà là xảo, khéo phân biệt tướng chung tướng riêng của các pháp nên gọi là Bà Già Bà. Lại nữa, bà già là thanh danh, bà là có, vậy là có thanh danh. Thanh danh không ai có như Phật, chuyển đơn thánh vương, đế thích phạm thiên hộ thế, không có ai bằng Phật với những người phàm khác. Vì cớ sao? Vì chuyển luân thánh vương còn dính mắc với kiết sử, mà Đức Phật thì đã xa lìa kiết sử. Chuyển luân thánh vương còn chìm trong bùn sanh già bệnh chết, Phật đã qua khỏi. Chuyển luân thánh vương còn làm tôi tớ cho ân ái, Phật đã xa lìa vĩnh viễn. Chuyển luân thánh vương còn ở trong cánh đồng tai họa của thế gian, Phật đã xa lìa. Chuyển luân thánh vương còn ở trong chỗ vô minh tăm tối, Phật thì ở trong chỗ sáng suốt nhất. Chuyển luân thánh vương cũng lắm là thống lãnh 4 châu thiên hạ, Phật thì thống lãnh cả vô lượng thế giới. Chuyển luân thánh vương tiền của tự tại, Phật thì tâm tưởng tự tại. Chuyển luân thánh vương còn tham cầu cái vui cõi trời, còn Phật cho đến cái vui của cõi trời hữu đỉnh cũng không tham đắm. Chuyển luân thánh vương theo người khác cầu vui, Phật trong tâm tự vui. Vì nhân duyên ấy, Phật hơn chuyển luân thánh vương, còn hàng đế thích phạm thiên hộ thế cũng lại như vậy, chỉ hơn chuyển luân thánh vương chút ít. Lại nữa, bà già là phá, bà là năng, vì làm người năng phá dâm nộ si nên gọi là bà già bà. Hỏi như A-la-hán Bích Chi Phật cũng phá dâm nộ si khác Phật, với Phật khác gì? Đáp, A-la-hán Bích Chi Phật tuy phá ba độc nhưng không sạch hết khí phần. Ví như hương ở trong đồ đựng hương, tuy lấy đi mà hơi vẫn còn, đã như lửa đốt cây cỏ, củi khói bay mà than vẫn còn, vì sức lửa yếu.
Phật dứt hẳn ba đập không còn thừa, ví như lúc tiếp cận lửa đốt núi Tu Di, tất cả đất đai thiêu hết, tiêu hết, khói không, than không, như Xá Lợi Phất còn tập khí sân nhuế, Nan Đà còn tập khí dâm dục, tất lăng giả bà ta còn tập khí tiêu mạng. Ví như người bị xiềng chân mới được thả ra đi không vững. Bấy giờ Phật từ thiền định dậy đi kinh hành, La Hầu La đi theo. Phật hỏi La Hầu La vì sao gầy ốm, La Hầu La thưa kệ: nếu người ăn dầu thì có sức, nếu uống sữa tươi thì sắc tốt, nếu ăn mẻ rau không sắc lực, Đại Đức Thế Tôn tự nên biết. Phật hỏi La Hầu La: trong chúng này ai là thượng tọa? La Hầu La thưa: Hòa thượng Xá Lợi Phất. Phật nói: Xá Lợi Phất ăn đồ bất tịnh. Bấy giờ Xá Lợi Phất nghe nói lại lời ấy, tức thì mửa đồ ăn và tự thề từ nay không còn nhận lời người thỉnh. Khi ấy vua Ba Tư Nặc, trưởng giả Tu Đạt Đa vân vân đến chỗ Xá Lợi Phất và nói với Xá Lợi Phất: Phật không vì vô sự mà nhận lời thỉnh. Đại Đức Xá Lợi Phất cũng không nhận lời thỉnh. Thời kẻ cư sĩ áo trắng chúng tôi làm sao có được lòng tin lớn lao thanh tịnh? Xá Lợi Phất nói: Phật đại sư của tôi nói Xá Lợi Phất ăn đủ bất tịnh, nay không được nhận lời người thỉnh. Lúc ấy vua Ba Tư Nặc vân vân đi đến chỗ Phật bạch Phật: Phật không thường nhận lời người thỉnh, tôn giả Xá Lợi Phất cũng không nhận lời thỉnh. Thời chúng con làm sao có được lòng tin lớn, mong Phật sắc tôn giả Xá Lợi Phất trở lại nhận lời người thỉnh. Phật nói: thời ấy tâm cứng cỏi không thể lay chuyển. Bấy giờ Phật dẫn nhân duyên bản danh. Xưa có một quốc vương bị rắn độc cắn, vua sắp muốn chết, gọi các lương y đến trị rắn độc. Trị độc rắn, bấy giờ các lương y nói phải làm cho rắn hút lại độc khí mới hết được. Khi ấy các lương y đều đọc chú thuật, con rắn đã cắn vua liền đến chỗ vua. Các lương y chất củi vào lửa lên, bảo con rắn: ngươi phải hút lại chất độc của ngươi, nếu không sẽ phải nhảy vào lửa. Rắn độc suy nghĩ: ta đã nhả chất độc làm sao hút lại, thà phải chịu chết. Tư duy định tâm liền nhảy vào lửa. Rắn độc lúc ấy chính là Xá Lợi Phất, đời đời tâm cứng cỏi không thể lay động. Lại nữa, trưởng lão Tất Lăng Giả Bà Ta thường bị đau mắt. Ông ấy khi đi khất thực thường đi ngang qua sông Hằng. Khi đến bên dòng sông, ông gảy móng tay mà nói: tiểu tỳ dừng lại đừng cho nước chảy, nước để rẽ làm hai. Ông ấy qua được rồi đi khất thực. Thần sông Hằng đến chỗ Phật bạch Phật: đệ tử của Phật là Tất Lăng Già Bà Ta thường mắng tôi tiểu tỳ dừng lại đừng cho nước chảy. Phật bảo Tất Lăng Già Bà Ta sám hối thần sông Hằng. Tất Lăng Già Bà Ta tức thì chắp tay mà nói với thần sông Hằng: tiểu tỳ chớ giận, nay ta tạ lỗi nhà ngươi. Khi ấy đại chúng cười nói: tại sao tạ lỗi mà lại mắng nữa? Phật nói với thần sông Hằng: ông có thấy Tất Lăng Già Bà Ta chắp tay tạ lỗi chăng? Tạ lỗi là không có lòng kiêu mạn mà nói lời ấy, nên biết không phải là ác. Chẳng qua ông ấy 500 đời lại đây thường sanh trong nhà Bà La Môn, thường tự kiêu cho mình là cao quý, khinh rẻ người ác, khinh rẻ người khác. Tập khí xưa nay như vậy nên miệng nói mà tâm không kiêu mạn. Như vậy các A-la-hán tuy rất kiết sử mà còn có tập khí tàn dư, còn như chư Phật Thế Tôn, hoặc có người lấy dao cắt một cánh tay cũng như con mắt bên phải và con mắt bên trái, tâm ngài không thương ghét vì ngài vĩnh viễn không còn tập khí tàn dư. Con gái Bà La Môn tên là Chiên Xà, độn cái bát già mang bầu đến mắng Phật ngay ở giữa đại chúng rằng: ông làm cho tôi có thai sao không chịu lo cơm áo cho tôi, ông là người không biết xấu mê hoặc thiên hạ. Bấy giờ 500 thầy Bà La Môn giáo giơ tay mà sướng lên: phải phải, chúng ta biết việc ấy. Lúc ấy Phật không đổi sắc cũng không thẹn thùng, việc ấy tức thời bị lột trần ra, đất liền động mạnh, chư thiên cúng dường giải các danh hoa tán tán đức của Phật, Phật cũng không có sắc mừng. Lại nữa, Phật phải ăn thóc của ngựa mà cũng không buồn bực, thiên vương dân đồ ăn đủ cả trăm vị, Phật cũng không lấy làm mừng, nhất tâm không hai. Như thế đó đủ các thứ ẩm thực, y phục, ngoại cụ, khen chê, khinh bỉ, cung kính, tâm ngài vẫn không đổi khác. Cũng như vàng thật dù đốt rèn đập mài vẫn không thêm bớt. Vì vậy cho nên A-la-hán tuy đoạn kiết sử đắc đạo nhưng vẫn còn tàn khí, không được gọi là bà già bà. Hỏi: bà già bà chỉ có một danh hiệu ấy hay còn có danh hiệu khác? Đáp: công đức của Phật vô lượng, danh hiệu cũng vô lượng. Danh hiệu ấy bà già bà được dùng hơn cả là do nhiều người biết đến. Còn có danh hiệu khác như Đa Đà A Già Đà. Tại sao gọi là Đa Đà A Già Đà? Như Lai, như pháp tướng mà hiểu, như pháp tướng mà giảng thuyết, như chư Phật theo con đường an ổn mà đi đến, Phật cũng như vậy đi đến, lại không còn đi đến trong đời sau nên gọi là Đa Đà A Già Đà. Lại có danh hiệu A La Hán,
Sao họ gọi là Alaha? Ala là giặc, ha là giết. Alaha gọi là giết giặc, như kẻ nói. Phật lấy nhẫn làm áo đồng, lấy tinh tấn làm giáp sắt, lấy chỉ giới làm ngựa hay, lấy thiền định làm cung tốt, lấy trí tuệ làm tên nhọn. Ngoài thì phá quân ma vương, trong thì diệt giặc phiền não, ấy gọi là Alaha. Lại nữa, A là chẳng, La Ha là xanh, A La Ha là chẳng xanh. Ha giống Phật tâm, không xanh trong thửa ruộng đời sau vì vỏ trấu vô minh đã lột rồi. Lại nữa, A La Ha là ứng thọ cúng dường, Phật đã trừ hết kiết sử, được nhất thiết trí tuệ, xứng đáng lãnh thọ sự cúng dường của hết thầy trời đất chúng sanh, vì thế Phật cũng gọi là A La Ha. Lại có danh hiệu Tam Miệu Tam Phật Đà. Tại sao gọi là Tam Miệu Tam Phật Đà? Tam Miệu là chánh, Tam là biến, Phật Đà là chi. Tam Miệu Tam Phật Đà là chánh biến chi đối với hết thảy pháp. Hỏi thế nào là chánh biến chi? Đáp: biết khổ đúng như khổ tướng, biết tập đúng như tập tướng, biết diệt đúng như diệt tướng, biết đạo đúng như đạo tướng. Đó là Tam Miệu Tam Phật Đà. Lại nữa, biết tướng chân thật của tất cả các pháp là bất hoại, bất tăng giảm. Tại sao gọi là tướng bất hoại? Con đường tâm tưởng, nói năng đều đoạn diệt, quá hơn các pháp như tướng niết bàn bất động. Vì vậy gọi là Tam Miệu Tam Phật Đà. Lại nữa, hết thảy danh tự của mười phương thế giới, của chúng sanh trong lục đạo nhân duyên đời trước, và chỗ thác sanh trong vị lai của chúng sanh, hết thảy tâm tưởng của mười phương chúng sanh, các kiết sử, các thiện căn, các đạo xuất ly, hết thảy các pháp như vậy đều biết, ấy gọi là Tam Miệu Tam Phật Đà. Lại có danh hiệu Bệ Đa Giá La Na Tam Ban Na. Tiếng Tàu dịch là minh hạnh túc. Sao gọi là minh hạnh túc? Túc mạng, thiên nhãn và lậu tận gọi là tam minh. Hỏi thần thông và minh khác nhau như thế nào? Đáp: biết thẳng việc túc mạng trong quá khứ gọi là thông, biết hạnh nghiệp nhân duyên trong quá khứ gọi là minh. Biết thẳng chết chỗ này sang chỗ kia gọi là thông, biết hạnh nghiệp nhân duyên tập hợp không mất gọi là minh. Dứt thẳng hết kiết sử mà không biết còn sanh lại hay không sanh lại gọi là thông. Nếu biết lậu hoặc, dứt hết không còn sanh lại gọi là minh. Ba minh này là sở chứng của Đại A-la-hán, Đại Bích Chi Phật. Hỏi nếu như vậy A-la-hán và Bích Chi có gì khác với Phật? Đáp: các vị ấy tuy được tam minh mà minh không đầy đủ, còn Phật đầy đủ hết thảy nên khác. Hỏi sao là không đầy đủ và sao là đầy đủ? Đáp: trì túc mạng của A-la-hán và Bích Chi Phật biết thân mình và thân người khác cũng không thể đủ. Có vị A-la-hán biết một đời hoặc hai đời, ba đời, mười trăm ngàn vạn kiếp cho đến tám vạn kiếp, xa hơn thì không còn biết được nữa, thế nên không đầy đủ. Thiền nhãn mình biết về đời vị lai cũng như vậy. Phật ngay trong một niệm khi sanh trụ diệt, các phần kết sử khi sanh như vậy, khi trụ như vậy, khi diệt như vậy, các kết sử do khổ pháp nhẫn và khổ pháp trí đoạn diệt, đều biết rõ các kết sử đã được giải thoát như vậy, được giải thoát về bao nhiêu pháp hữu vi, được giải thoát về bao nhiêu pháp vô vi. Như vậy cho đến đạo tỷ nhẫn, đạo loại nhẫn trong 10 năm tâm thuộc kiến đế đạo, kiến đạo vị, thì hàng thanh văn và Bích Chi Phật không thể giác tri. Vì thời gian quá mau đối với họ, biết nhân duyên lậu tận của chúng sanh quá khứ cũng như thế, biết vị lai hiện tại cũng thế. Hành là thân nghiệp khẩu nghiệp, nhưng chỉ có thân nghiệp khẩu nghiệp của Phật là hoàn toàn, còn người khác đều có sai quấy, như thế gọi là minh hạnh túc. Lại có danh hiệu Tu Già Đa, thiện thệ. Tu su tàu dịch là dịch khéo. Già đa hoặc nói là đi hoặc là thuyết, ấy là khéo đi khéo thuyết. Khéo đi qua là đi trong các tam ma đề sâu xa và vô lượng đại trí tuệ. Như kệ nói, Phật lấy nhất thiết trí làm xe đi đường bát chánh vào niết bàn, vì vậy gọi là khéo đi. Tu già đa khéo thuyết là như thật tướng các pháp mà thuyết, không vì ưa đắm pháp mà thuyết. Quan sát trí tuệ lực của đệ tử, người ấy dù đem tất cả phương tiện thần thông trí lực mà hóa cũng không độ được. Còn người ấy độ được, người ấy mau, người ấy chậm, người ấy nên ở chỗ ấy độ. Người ấy nên thuyết về bố thí, hoặc thuyết về trì giới, hoặc thuyết về niết bàn. Người ấy nên thuyết về năm uẩn, ngũ chúng, 12 nhân duyên, các pháp tứ đế, thời có thể đưa họ vào đạo. Biết các loại trí lực của đệ tử như vậy mà vì họ thuyết pháp, ấy là khéo thuyết. Lại có danh hiệu Lô Ca Bị, thế gian dài. Lô ca tàu dịch là thế gian, bị dịch là chi. Lô ca bị là chi thế gian. Hỏi thế nào là chi thế gian? Đáp: biết hai thứ thế gian, một là chúng sanh, hai là phi chúng sanh. Và đúng như thật tướng biết thế gian, nhân của thế gian, sự diệt tận của thế gian, đạo xuất ly thế gian. Lại nữa biết thế gian không phải như thế tục biết,
cũng không phải như ngoại đạo biết, biết thế gian vì vô thường nên khổ, vì khổ nên vô ngã. Lại nữa, biết thế gian phi hữu thường, phi vô thường, phi hữu biên, phi vô biên, phi khứ, phi bất khứ, cũng không nắm trước những tướng như vậy, tướng thanh tịnh, thường bất hoại, như hư không, ấy gọi là biết thế gian. Lại có danh hiệu là An Nậu Đà La, tàu dịch là vô thượng. Hỏi, thế nào là vô thượng? Đáp, pháp Niết Bàn là vô thượng. Phật tử biết Niết Bàn ấy, không phải nghe từ người khác, cũng dắt dẫn chúng sanh khiến đi đến Niết Bàn. Như trong các pháp Niết Bàn là vô thượng, thời trong chúng sanh Phật cũng vô thượng. Lại nữa, công đức trì giới, thiền định, trí tuệ, giáo hóa chúng sanh, hết thảy không có ai bằng, huống là hơn được, cho nên gọi là vô thượng. Lại nữa, A là không, Đậu Đa La là trả lời, hết thảy pháp ngoại đạo có thể trả lời, có thể phá hủy, vì nó không phải là thật, không phải thanh tịnh. Còn Phật pháp không thể trả lời, không có thể phá hủy, vì nó ra ngoài con đường nói năng cũng là thật, là thanh tịnh, do đó nên gọi là không trả lời. Lại có danh hiệu Phú Lâu Sa, Đàm Miệu Bà La Đề. Phú Lâu Sa, tàu dịch là trượng phu, Đàm Miệu dịch là có thể giáo hóa, Bà La Đề dịch là điều ngự sư, ấy gọi là đấng thầy điều ngự của những người có thể giáo hóa, điều ngự trượng phu. Phật đem đại từ đại trí, có khi nói lời êm dịu, có khi nói lời khắc khổ, có khi nói lời chi ly, lấy đó điều phục chế ngự, khiến không mất chánh đạo. Như kệ nói, Phật pháp là xe, đệ tử là ngựa, bảo chủ điều ngự thật pháp là Phật. Nếu ngựa vượt ra ngoài lối tránh thì sẽ tự sửa khiến điều phục, nếu con nhỏ không điều thì dùng pháp nhẹ trị, khéo léo thành lập cho vào thượng đạo, nếu không trị được thì vứt bỏ, do vậy là đấng điều ngự vô thượng. Lại nữa, điều ngự sư có 5 thứ. 1. Trước hết là pháp sửa trị của cha mẹ anh chị thân lý. 2. Thứ đến là phép của quan. 3. Dưới hết là phép của thầy. Đó là 3 thứ sửa trị trong đời hiện tại. 4. Đời sau thì có Diêm La Vương trị. 5. Phật thì dạy sự lợi ích an lạc cho đời này, đời sau và Niết Bàn. Thế nên gọi là điều ngự sư. 4 pháp sửa trị người trên kia không bao lâu tất hủy hoại, không thể thường có kết quả thật sự. Phật thành đạt cho người với 3 thứ đạo, thường theo đạo không bỏ, như lửa không bỏ tự tướng của nó cho đến khi tắt. Phật làm cho người được thiện pháp cũng vậy, đến chết không bỏ, vì vậy cho nên Phật có hiệu là điều ngự trượng phu. Hỏi, đối với nữ nhân Phật cũng giáo hóa cho được đạo, sao chỉ nói trượng phu, nam giới? Đáp, vì người nam là tôn quý, người nữ thì thấp hèn, vì người nữ thì theo người nam, và vì người nam là chủ sự nghiệp. Lại nữa, người nữ có điều chướng ngại là không được làm chuyển đơn vương, đế thích thiên vương, ma thiên vương, phạm thiên vương và Phật pháp vương, vì vậy nên Phật không nói. Lại nữa, nếu nói Phật là đấng điều ngự sư của nữ nhân thì không tôn trọng, nếu nói của trượng phu thì gồm hết tất cả. Cũng như vua đến thì không đến một mình, chắc chắn còn có người tùy tùng, như vậy nói trượng phu là gồm hết cả người hai căn, không căn và nữ nhân trong đó. Vì vậy nên nói là trượng phu, bởi nhân duyên ấy Phật là điều ngự trượng phu. Lại có danh hiệu Xá Đa Đề Bà Ma Nậu Xá Nẫm. Xá Đa là giáo sư, Đề Bà là thiên trời, Ma Nậu Xá Nẫm là nhân người, ấy là thiên nhân sư. Sao gọi là thiên nhân sư? Phật dạy việc ấy nên làm, việc ấy không nên làm, việc ấy thiện, việc ấy bất thiện, và chúng sanh theo lời dạy mà làm, không bỏ đạo pháp, được quả báo là giải thoát phiền não, ấy gọi là thiên nhân sư. Hỏi, Phật có thể hóa độ rồng, quỷ, thần và các chúng sanh trong các đạo khác, sao chỉ nói là thiên nhân sư? Đáp, độ các loài khác thì ít, độ hàng thiên nhân thì nhiều. Ví như người da trắng có chấm ruồi đen mà không gọi người da đen vì đen ít. Lại nữa, trong loài người kiết sử mỏng, tâm nhàn trắng dễ sanh, trong loài trời trí tuệ lanh lợi, vì vậy hai nơi này dễ đắc đạo. Còn trong các loài khác không được như thế. Lại nữa, nói thiên là gồm luôn các loài ở trên trời, nói nhân là gồm luôn các loài xanh sống ở quả đất. Vì cớ sao? Vì trên trời thì trời lớn hơn cả, trên quả đất thì người lớn hơn cả. Do đó, nói thiên là gồm hết loài trên trời, nói nhân là gồm hết loài trên đất. Lại nữa, trong loài người có được sự thọ giới luật nghi, kiến đế đạo, kiến đạo, từ duy đạo, tù đạo và các đạo quả, hoặc có người nói trong các loài khác không có được, hoặc có người nói nhiều ít có được. Còn trong hàng thiên nhân thì dễ được, nhiều người được, do vậy Phật nói là thiên nhân sư. Lại nữa, ở trong loài người tạo nhân vui nhiều, ở trong loài trời hưởng quả báo vui nhiều, thiện pháp là nhân vui, vui là quả báo của thiện pháp,
trong các loài khác nhân và báo vui đều ít, do vậy Phật là thiên nhân sư, lại có danh hiệu Phật Đà, tàu dịch là Tri Giả, biết những pháp gì, biết quá khứ, vị lai, hiện tại, chúng sanh số, phi chúng sanh số, hữu thường, vô thường, hết thảy các pháp, tại dưới cội Bồ Đề giác tri rõ ràng, cho nên gọi là Phật Đà. Hỏi, người khác cũng biết được hết thảy các pháp như trời Mahethula, tàu dịch là Đại Tự Tại, có 8 tay 3 mắt, cưỡi bò trắng như trời Vĩ Nữ, tàu dịch là Biến Văn, có 4 tay, cầm tù và nắm bánh xe, cưỡi chim kim sĩ như trời Kiêu Ma La, tàu dịch là Đồng Tử, tay đưa cao, con gà cầm linh, nắm phan đỏ, cưỡi chim khổng tước, đều là đại tướng của chư thiên, các vị như vậy đều gọi là đại, đều xưng là nhất thiết trí. Có người theo làm đệ tử, học kinh sách và lãnh thọ giáo pháp của họ, nói đó là nhất thiết trí. Đáp, đó không đáng gọi là nhất thiết trí, vì cớ sao? Vì tâm còn dính vào sân nhuế kiêu mạn, như kệ nói, hoặc thấy hình vẽ hoặc tượng đất, hoặc nghe trong kinh hoặc nghe khen, bốn loại chư thiên như thế ấy, mỗi mỗi tay cầm các binh khí, ai sức không bằng phải sợ hãi, ai tâm bất thiện phải sợ hãi, trời ấy chắc chắn làm người sợ, nếu vì sức kém thì sợ người. Đối trời ấy hết thảy thường sợ, không thể trừ khử các khổ nạn. Người nào phụng sự hoặc cung kính, đời nay không khỏi chìm biển khổ. Hoặc người không cung kính cúng dường, đời nay chẳng ngại hưởng giàu vui. Nên biết đó là giả dối không thật, thế nên kẻ trí không theo trời. Bởi các chúng sanh trong thế gian, theo nghiệp nhân duyên mà luân hồi. Nhờ duyên phước đức sanh thiên thượng, tạo nghiệp nhân duyên sanh loài người. Thế gian hành nghiệp thuộc nhân duyên, thế nên kẻ trí không theo trời. Lại nữa, ba vị trời ấy thương ai thầy muốn cho mãn nguyện tất cả, ghét ai thầy muốn cho bảy đời tiêu diệt. Lúc làm Bồ Tát, nếu gặp oan gia giặc đến muốn giết, còn tự đem thân thịt đầu mắt tủy não mà cho, hà huống là khi đã thành Phật. Nên chỉ có Phật mới có danh hiệu Phật Đà, vậy phải nên quy y Phật, lấy Phật làm thầy, không nên thờ trời. Lại nữa, phải có hai sự, một là sức đại công đức thần thông, hai là tâm thanh tịnh bậc nhất, các kiết sử dứt bạc. Chư thiên tuy có thần lực phước đức, mà vì kiết sử chẳng dứt nên tâm không thanh tịnh, tâm không thanh tịnh nên thần lực cũng ít. Thành phần Bích Chi Phật tuy kiết sử đã dứt, tâm khéo thanh tịnh, nhưng vì phước đức mỏng nên lực thể ít. Phật đầy đủ cả hai thứ nên hơn hết mọi người, các người khác không được như vậy, nên gọi là vô thượng sĩ. Bà già bà là có đức, hữu đức như trước đã nói, lại có danh hiệu Atama, tàu dịch vô đẳng, lại có danh hiệu Atama Tama, tàu dịch là vô đẳng đẳng, lại có danh hiệu Lokanatha, tàu dịch là Thế Tôn, lại có danh hiệu Ba La Già, tàu dịch là Độ Bỉ Ngạn, lại có danh hiệu Bà Đàn Bà, tàu dịch là Đại Đức, lại có danh hiệu Thi Lê Già Na, tàu dịch là Hậu Đức, Đức Dày, như vậy có vô lượng danh hiệu. Tên cha mẹ đặt là Tất Đạt Đa, tàu dịch là Thành Lợi. Khi đắc đạo, biết hết thảy các pháp nên gọi là Phật, bậc xứng đáng lãnh thọ sự cúng dường của chư thiên và người đời, như vậy được gọi là Đại Đức, Hậu Đức. Như vậy tùy theo mỗi đức mà lập danh hiệu. Hỏi, vì ông ưa thích Tất Đạt Đa, con vua Tịnh Phạn dòng sát đế Lợi, nên hết lời xưng tán là nhất thiết trí, chứ thật không có ai là đấng nhất thiết trí, đúng không? Đáp, không phải vậy. Người nói lời ấy là tà tâm ganh ghét Phật nên vọng ngữ như vậy. Thật sự có đấng nhất thiết trí. Vì sao? Đối với hết thảy chúng sanh, Phật có thần sắc, nhan mạo đoan chánh không thể bì được, tướng đức và minh đầy đủ hơn hết thảy mọi người. Tiểu nhân thấy thân tướng Phật cũng biết đó là đấng nhất thiết trí, hà huống đại nhân. Như trong kinh Phóng Nghiêu thí dụ nói, quốc vương xứ Ma Già Đà là Tần Bà Ta La thỉnh Phật và 500 đệ tử trong 3 tháng. Vua cần sữa tươi để cúng dường Phật và tỳ kheo tăng nên mới gọi những người chăn trâu đến ở nơi đó, ngày ngày mang sữa tươi đến. Sau 3 tháng vua cảm thương những người chăn trâu ấy nên bảo các ngươi đi đến hầu Phật rồi trở về chăn trâu. Các người chăn trâu đi đến chỗ Phật. Ở giữa đường cùng nhau bàn rằng chúng ta nghe nói Phật là đấng nhất thiết trí, bọn ta là hạng tiểu nhân hạ liệt. Làm sao biết được ngài là đấng nhất thiết trí hay không? Các người Bà La Môn ưa uống sữa, thường qua lại chỗ các người chăn trâu mà làm thân thiện. Những người chăn trâu do đó được nghe danh hiệu về các kinh sách của Bà La Môn nên nói với nhau phương pháp trị bệnh, phương pháp chiến đấu, phương pháp xem tinh tú, phương pháp tế trời, ca múa, phương pháp luận nghị nạn vấn, vân vân. 64 kỹ nghệ thế gian ấy, còn vua Tịnh Phạn học rộng nghe nhiều thì biết những việc ấy không khó, nhưng mà từ khi sanh đến nay không hề chăn trâu. Vậy chúng ta hãy lấy bí pháp chăn trâu để hỏi, nếu giải đáp được thì mới thật là bậc nhất thiết trí.
Bàn như vậy xong, họ cùng nhau bước vào vườn trúc, thấy ánh sáng của Phật chiếu khắp rừng, tiến tới trước điểm Phật. Thấy Phật ngồi dưới cây, trạng tợ núi vàng, như sữa tươi rót vào lửa, cháy rực sáng ngời. Hoặc tựa như vàng ròng rải màu tử kim trên khắp rừng trúc. Trông không biết chán, tâm rất hoan hỉ, cùng nhau nói: Này Thích Sư Tử, có nhất thiết trí không? Trông thấy đều vui mừng, việc ấy cũng đủ rồi. Quang minh sáng bậc nhất, nhan mạo rất quý trọng, thần tướng uy đức đủ, tương xứng danh hiệu Phật. Tướng tướng đều phân minh, uy thần cũng đầy đủ, phúc đức tự rạng rỡ, ai thấy cũng ái kính. Thân ở trong vòng sáng, người xem không hề chán. Nếu có nhất thiết trí, tất có công đức ấy. Hết thảy các màu vẽ tượng châu báu trang nghiêm, muốn sánh diệu thân này không thể nào sánh được, làm thỏa mãn người xem, khiến được vui bậc nhất, thấy rồi sanh tịnh tín, tức là nhất thiết trí. Suy nghĩ như vậy xong, họ lễ Phật rồi ngồi xuống hỏi Phật: Người chăn trâu có mấy điều thành tựu để cho bầy trâu nhiều thêm và an ổn, có mấy điều không thành tựu khiến bầy trâu không thêm không an ổn? Phật đáp: Có 11 điều để người chăn trâu làm cho bầy trâu nhiều thêm và an ổn. Những gì là 11? Đó là biết sắc, biết tướng, biết mổ xẻ, biết che vết thương, biết hun khói, biết đường đi tốt, biết chỗ trâu thích hợp, biết khéo đưa qua sông, biết chỗ an ổn, biết giữ sữa, biết nuôi trâu chúa. Nếu người chăn trâu biết 11 điều này thì có thể làm cho bầy trâu thêm nhiều và an ổn. Tỳ kheo cũng như thế, nếu biết 11 pháp thì có thể làm cho thiện pháp tăng trưởng. Sao gọi là biết sắc? Là biết sắc đen, sắc trắng, tạp sắc. Tỳ kheo cũng thế, biết tất cả sắc đều là tứ đại và tứ đại sở tạo. Sao lại gọi là biết tướng? Là biết trâu có tướng tốt hay không có tướng tốt, khi hợp với bảy trâu khác nhân tướng mà biết. Tỳ kheo cũng như vậy, thấy tướng thiện nghiệp biết là người trí, thấy tướng ác nghiệp biết là người ngu. Sao lại gọi là biết mổ trâu bị các loại trùng hút máu thì vết thương lở ra, mổ xẻ thời trừ hại, thời vui tươi. Tỳ kheo cũng như vậy, bị trùng giác quán ác tà hút máu thiện căn, tăng trưởng vết thương lòng, trừ bỏ thời được an ổn. Sao gọi là biết che vết thương? Là biết lấy vải cỏ lá để ngăn ngừa chỗ mũi mỏng chích đốt. Tỳ kheo cũng như vậy, lấy pháp chánh quán để che vết thương sáu căn, không để bị các ác trùng phiền não tham dục sân nhuế châm chích làm tổn thương. Sao lại gọi là biết hun khói? Hun khói là để trừ mũi mỏng, trâu ở xa thấy khói thì nhắm theo mà về nhà. Tỳ kheo cũng như vậy, đúng như điều được nghe mà thuyết để trừ các mũi mỏng kiết sử, dùng khói thuyết pháp để dắt dẫn chúng sanh đi vào nhà thờ tướng không vô nhã. Sao lại gọi là biết đường đi? Biết con đường trâu đi để đi về tốt hay xấu. Tỳ kheo cũng như vậy, biết tám thánh đạo có thể đưa đến niết bàn, lìa con đường ác đoạn và thường. Sao lại gọi là biết chỗ trâu thích hợp? Là biết làm cho trâu sinh sôi an ổn ít bệnh. Tỳ kheo cũng như vậy, lúc thuyết Phật pháp được pháp hỷ thanh tịnh, các thiện căn tăng thịnh. Sao lại gọi là biết khéo đưa qua sông? Biết chỗ dễ vào dễ qua, không sóng dữ trùng độc. Tỳ kheo cũng như vậy, hay đến chỗ tỳ kheo đa văn hỏi pháp, người thuyết pháp biết rõ người nghe lợi căn hay nụn căn, phiền não nhẹ hay nặng, khiến họ khéo léo sang bờ qua được an ổn. Sao lại gọi là biết chỗ an ổn? Biết chỗ ở không có cọp béo sư tử, ác trùng, độc thú. Tỳ kheo cũng như vậy, biết bốn niệm xứ là an ổn, không có ác ma, độc thú, phiền não. Tỳ kheo vào đó thời không hoạn nạn. Sao lại gọi là biết giữ sữa? Cho mẹ ái niệm châu con nên cho sữa, vì sữa giữ lại một phần nên châu mẹ vui mừng, thời tiếp nối không khô kiệt, chủ châu và người chăn châu ngày ngày có ích. Tỳ kheo cũng như vậy, hàng cư sĩ áo trắng cấp thí áo mặc thức ăn nên biết tiết lượng, không khiến khánh kiệt, thời đàn Việt hoan hỉ, tín tâm không dứt, người thọ nhận được đầy đủ không thiếu. Sao lại gọi là biết nuôi trâu chúa? Bảo hộ trâu được lớn vì nó giữ gìn đàn trâu nên phải nuôi nấng không để ốm gầy, cho uống dầu mè trang sức bằng anh lạc, ra dấu hiệu với cái tủ và sắt, biết cọ sát khen ngợi vân vân. Tỳ kheo cũng như vậy, trong chúng tăng có bậc đại nhân uy đức hộ trì ích lợi Phật pháp, hàng phục ngoại đạo, hay khiến tám chúng gieo trồng các thiện căn, thì nên tùy chỗ sở nghi của bậc ấy mà cung kính cúng dường. Các người chăn trâu nghe nói như thế rồi suy nghĩ: bọn người chăn trâu chúng ta biết được không quá 3-4 việc, các ông thầy của chăn trâu biết nhiều hơn nữa cũng không quá 5-6 việc. Này nghe như vậy tán thán là chưa từng có, nếu biết được việc này thì việc khác cũng thế, thật là bậc nhất thiết trí, không còn nghi ngờ gì nữa. Như trong kinh ấy nói rộng, vì thế nên biết có bậc nhất thiết trí.
Hỏi thế gian đúng ra không có bậc nhất thiết trí, vì sao? Vì không ai thấy bậc nhất thiết trí. Đáp: không phải vậy, không thấy có hai cách, không thể vì không thấy mà nói không có. Một là việc thật có, vì nhân duyên che lấp mà không thấy, cũng như dòng họ ban sơ của người, cân nặng của núi tuyết hay vô số các bên bờ sông Hằng, thật có mà không thể biết. Hai là thật không có nên không thấy, như cái đầu thứ hai, cánh tay thứ ba của một người, không có nhân duyên che lấp mà vẫn không thể thấy. Cũng thế bậc nhất thiết trí ấy, vì nhân duyên che lấp mà ngươi không thấy, chứ chẳng phải không có bậc nhất thiết trí. Nhân duyên che lấp ấy là những gì? Là chưa có được bốn tín tâm đắm trước tà ác. Người vì nhân duyên ấy che lấp nên không thấy bậc nhất thiết trí. Hỏi vì những điều để biết thì vô lượng, nên không có bậc nhất thiết trí, các pháp vô lượng vô biên, nhiều người hợp lại còn không biết nổi, huống chi một người, vì vậy không có bậc nhất thiết trí. Đáp: như các pháp vô lượng, trí tuệ cũng vô lượng, vô số vô biên, như cái hộp to thì cái nắp cũng to, hộp nhỏ thì cái nắp cũng nhỏ. Hỏi: Phật chỉ tự thuyết Phật Pháp, không thuyết các kinh khác như phương thuốc, tinh tú, toán số, sách vở thế gian. Những pháp như thế, nếu là bậc nhất thiết trí, tại sao không thuyết? Vì thế nên biết là chẳng phải bậc nhất thiết trí. Đáp: tuy Phật biết hết thảy các pháp, nhưng có cần dùng mới nói, không cần dùng không nói, có người hỏi mới nói, không hỏi không nói. Lại nữa, hết thảy pháp lược có ba thứ, một là pháp hữu vi, hai là pháp vô vi, ba là pháp không thể nói, ba thứ đó gồm hết thảy pháp. Hỏi: có 14 nạn vấn mà Phật không đáp, nên biết không phải là bậc nhất thiết trí. 14 nạn vấn là những gì? Là: một, thế giới và ngã là thường hay vô thường, hay cũng thường cũng vô thường, hay chẳng phải thường chẳng phải vô thường. 5, 8, thế giới và ngã có biên hay không biên, vừa cũng có biên cũng không biên, vừa chẳng phải có biên chẳng phải không biên. 9, 12, sau khi chết có linh hồn đi đến đời sau hay không có linh hồn đi đến đời sau, hay cũng có linh hồn cũng không linh hồn đi đến đời sau, hay cũng chẳng phải có linh hồn chẳng phải không linh hồn đi đến đời sau. 13, 14, thân là linh hồn hay thân khác linh hồn. Nếu Phật là bậc nhất thiết trí, vì sao không đáp 14 nạn vấn này? Đáp: việc ấy không thật nên không đáp. Các pháp là thường không có lẽ đó, các pháp là đoạn diệt cũng không có lẽ đó, vì vậy nên Phật không đáp. Ví như có người hỏi vắt sừng trâu được mấy đấu sữa, đó không phải câu hỏi, không cần đáp. Lại nữa, thế giới vô cùng như bánh xe, không đầu không cuối. Lại nữa, đáp vấn nạn ấy không có lợi mà có hại, là rơi vào tà ác. Phải biết 14 nạn vấn ấy che lấp tứ đế, che lấp thật tướng các pháp, như chỗ đi qua có ác thú, không nên dẫn người đi qua, chỗ an ổn không hoạn nạn, có thể chỉ cho người đi qua. Lại nữa, có người nói việc ấy không phải là bậc nhất thiết trí, thời không thể hiểu, vì người không thể hiểu nên Phật không đáp. Lại nữa, nếu người việc không nói có, việc có nói không ấy gọi không phải là bậc nhất thiết trí. Bậc nhất thiết trí thì việc có nói có, việc không nói không. Đức Phật việc có chẳng nói không, việc không chẳng nói có, chỉ nói thật tướng các pháp, sao lại không gọi là bậc nhất thiết trí? Ví như mặt trời bình đẳng chiếu khắp, không tạo nên chỗ cao thấp, cũng không tạo nên bình địa. Phật cũng như thế, không khiến cho có làm thành không, không làm thành có, mà thường nói về trí tuệ chân thật chiếu soi các pháp. Như có một đạo nhân hỏi Phật: 12 nhân duyên do Phật làm hay do người khác làm? Phật nói: ta không làm 12 nhân duyên, người khác cũng không làm. Dù có Phật hay không có Phật, thể sanh vẫn làm nhân duyên cho già chết, pháp ấy quyết định thường trú. Phật thường nói sanh làm nhân duyên cho già chết, cho đến vô minh làm nhân duyên cho các hành. Lại nữa, trong 14 nạn vấn nếu trả lời thì sai lầm, như có người hỏi đứa con của người lại cái của con gái đá là cao hay thấp, đẹp hay xấu, điều ấy không nên trả lời vì không có đứa con ấy. Lại nữa, 14 nạn vấn ấy là tà kiến không chân thật, Phật chỉ nói những gì chân thật nên bỏ qua không đáp. Lại nữa, bỏ qua không đáp tức là đáp có 4 cách đáp. Một là quyết định đáp, như nói Phật là an ổn nhất trong niết bàn. Hai là giải nghĩa đáp, ba là đáp bằng cách hỏi trở lại. Bốn là bỏ qua không đáp. Ông nói không có bậc nhất thiết trí, có lời ấy nhưng vô nghĩa, ấy là đại vọng ngữ. Thật có bậc nhất thiết trí, vì sao? Vì đã chứng được 10 lực, như vì biết đấy là xứ hay phi xứ, vì biết nhân duyên quả báo, vì biết các thiện định giải thoát, vì biết căn thiện ác của chúng sanh, vì biết các thứ lạc dục trí giải, vì biết đủ thứ vô lượng tánh của thế gian, vì biết hết thảy chú xứ của đạo,
vì biết nhớ rõ hành xứ của đời trước, vì được thiên nhãn phân minh, vì biết hết thảy đậu tận, vì biết phân tịnh và bất tịnh, vì thuyết thượng pháp trong hết thảy thế giới, vì được vị cam lộ, vì được trung đạo, vì biết thật tướng của hết thảy pháp hữu vi vô vi, vì vĩnh viễn xa lìa tham dục của ba cõi. Do các nhân duyên như thế nên Phật là bậc nhất thiết trí. Hỏi: có bậc nhất thiết trí ai là người ấy? Đáp: đó là bậc đệ nhất đại nhân, là đấng tam giới tôn, hiệu là Phật, như kệ tán Phật, chuyển luân vương đản sanh, như mặt trời trang đèn, dòng quý tộc Thích Ca, thái tử vua Tịnh Phạn, khi sanh động 3000 tu di và nước biển, vì phá giả bệnh chết thương xót nên ra đời, sanh ra đi 7 bước, ánh sáng khắp 10 phương, nhìn 4 phương nói lớn: ta sanh thai phần hết, thành Phật thuyết diệu pháp, tiếng lớn gióng trống pháp, để giác tĩnh chúng sanh. Đời ngủ say vô minh, việc hy hữu xuất hiện, đủ các thứ như vậy, chư thiên và người đời thấy rồi đều hoan hỷ. Tướng thân Phật trang nghiêm, mặt như trăng rằm sáng, hết thảy nam hoặc nữ nhìn thấy không biết chán. Sanh thân nhờ nhũ bộ, mạnh hơn vạn voi chúa, sức thần túc vô thượng, sức trí tuệ vô lượng. Thân Phật tỏa sáng lớn, soi sáng quanh thân Phật, Phật ở giữa ánh sáng, như trăng giữa ánh sáng. Các thứ ác hủy Phật, Phật cũng không ác tưởng. Các thứ xưng tán Phật, Phật cũng không hỷ tưởng. Đại tử xem chúng sanh, oán thân đều như nhau, hết thảy là hữu thức, đều biết rõ việc này, xưng nhẫn nhục từ bi, nên thắng hết tất cả, vì độ thoát chúng sanh, đời đời chịu cần khổ, mà tâm thường nhất định, vì chúng làm lợi ích. Trí tuệ lực có 10, vô ý lực có 4, bất cộng có 18, kho công đức vô lượng, có vô số như vậy, công đức lực hy hữu, như sư tử vô ý, phá pháp của ngoại đạo, chuyển pháp luân vô thượng, độ thoát hết 3 cõi, ấy gọi là bà già bà, nghĩa của bà già bà là vô lượng, nếu nói rộng nữa thì sẽ bỏ việc khác, cho nên nói lược. Hết cuốn 2 theo bản Hán.